Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 211, phản đòn. Thật ra Hạ Thiên cũng không thích thuật thôi miên, vì nếu thôi miên triệt để một người thì đối phương sẽ rơi vào tình cảnh hắn nói gì phải nghe nấy, muốn không để lại dấu vết thì cũng không dễ dàng gì. Lần đầu tiên thi châm thôi miên một người cũng làm Hạ Thiên mất nửa giờ đồng hồ, hơn nữa còn hao tổn rất nhiều thể lực, nhưng kết quả thì rất thành công. Âm thập cửu bị thôi miên nhưng không có điểm gì quá khác biệt, nhưng khi hắn nhìn Hạ Thiên thì rất cung kính, trong lúc vô hình Hạ Thiên giống như đã trở thành chủ nhân của âm thập cửu. Hạ Thiên lại hỏi những vấn đề trước đó một lần nữa, hắn phát hiện âm thập cửu không nói dối, nhưng âm thập cửu vẫn che giấu một sự việc. Tuy âm thập cửu không biết môn chủ âm y môn là ai nhưng lại biết con gái của môn chủ, hơn nữa Hạ Thiên cũng từ trong miệng âm thập cửu mà biết được âm y môn hiện nay đã thay đổi sách lược. Bọn họ không hề ra tay với các phú hào, không ép tiền tài, giống như đã đầu phục vào một thế lực hùng mạnh nào đó. Nhưng thế lực kia là ai thì âm thập cửu không biết rõ ràng, hắn chỉ biết đó không phải là Lâm gia, vì nhân lực của âm y môn cũng không phải nằm ở Giang Hải, âm thập cửu chỉ là một trong số các môn đồ của âm y môn, nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ Lâm Tử Hào. Ngoài những thứ đó ra thì Hạ Thiên cũng không thể moi ra bất kỳ tin tức gì có tác dụng từ trong miệng âm thập cửu. Thậm chí cũng không biết vì sao Lâm Tử Hào lại ra tay với Diệp gia và Kiều gia. Âm thập cửu chỉ là thầy thuốc, ngẫu nhiên giúp Lâm Tử Hào vài vấn đề, phần lớn thời gian hắn đều không tham gia các sự việc khác. Sau khi không còn gì để hỏi thì Hạ Thiên quyết định ra lệnh để âm thập cửu phải trừng trị Lâm Tử Hào, sau đó đánh cho âm thập cửu một trận điên cuồng, đánh cho mặt mũi bầm dập, trên người đầy vết thương. Cuối cùng Hạ Thiên phất tay. Ông có thể đi được rồi. Âm thập cửu không nói lời nào mà lảo đảo đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Đông Hải cũng không nói gì, hắn nhịn không được phải hỏi. Hạ Thiên, cậu đánh âm thập cửu thảm thương như vậy làm gì? Tôi không đánh ông ta như vậy thì Lâm Tử Hào sao tin chúng ta buông tha cho hắn? Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh yên tâm, tôi đánh rất có chừng mực, tôi có thể đánh chết người mà không tìm ra nguyên nhân. Tất nhiên cũng có thể đánh cho đối phương bầm dập nhưng thực tế lại bị thương rất nhẹ. Kỳ quái, căn cứ vào những lời vừa rồi của âm thập cửu, tuy bây giờ Lâm Tử Hào muốn đối phó với chúng ta, nhưng sau lưng Lâm Tử Hào hình như còn có người âm thầm ra tay, rốt cuộc đó là ai? Kiều Đông Hải lẩm bẩm. Cần gì phải quan tâm hắn là ai? Trước tiên cứ xử lý Lâm Tử Hào, sau đó người đứng phía sau sẽ tự động lộ mặt. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi có chút mệt mỏi. Đưa tôi về chỗ Tiểu Kiều đi. Hạ Thiên quả thật có hơi mệt mỏi, buổi chiều dùng nghịch thiên bát châm chữa bệnh cho Liễu Cương, bây giờ lại tiêu hao thể lực thôi miên âm thập cửu, bây giờ chân khí trong cơ thể sinh ra cảm giác khô cạn, vì vậy hắn cần phải quay về tòa nhà Kiều gia. Cũng không phải hắn đi tìm Kiều Tiểu Kiều, hắn tìm Liễu Mộng, hắn cần Liễu Mộng giúp khôi phục thể lực. Khi Kiều Đông Hải đưa Hạ Thiên về đến tòa nhà Kiều gia thì đã là 10 giờ. Chồng, anh đến rồi. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều có chút bất ngờ, rõ ràng nàng không ngờ lúc này Hạ Thiên sẽ đến. Chị Mộng đâu? Hạ Thiên có chút không chịu được, sau đó hắn lại tự hỏi tự đáp. Anh biết chị Mộng đang ở bên trong. Khí tức quen thuộc của Liễu Mộng truyền ra từ phòng tắm, Hạ Thiên thấy phòng tắm không khóa thì kéo ra đi vào không chút do dự. Chồng, chị Mộng đang tắm. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói một câu, đáng tiếc là đã quá muộn, Hạ Thiên đã đi vào. Chị Mộng. Hạ Thiên hô lên một tiếng, ngay sau đó hắn đứng ngây người, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Liễu Mộng đang nằm trong bồn tắm, toàn thân không mảnh vải che thân, cặp núi dựng lên sừng sững và cực kỳ no đủ, da thịt trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng, Hạ Thiên nhìn không sót một điểm nào. Này, tiểu bại hoại, sao cậu lại vào đây? Đóng cửa lại. Liễu Mộng hô lên một tiếng kinh ngạc. Hạ Thiên ngoan ngoãn đóng cửa lại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người ngọc tuyệt vời của Liễu Mộng. Hắn thầm so sánh Liễu Mộng với Tôn Hinh Hinh, cuối cùng phát hiện Liễu Mộng còn tốt hơn Tôn Hinh Hinh một chút, nhưng Liễu Mộng không có vẻ quyến rũ từ trong xương tủy như Tôn Hinh Hinh. Tiểu bại hoại, đến đây kỳ lưng cho chị. Liễu Mộng vẫy vẫy tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến bên cạnh bồn tắm, Liễu Mộng lúc này nằm nghiêng người, nàng đưa lưng và cặp mông trơn bóng nảy nở về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ đặt hai tay lên lưng Liễu Mộng mà hít thở dồn dập hẳn lên, hai tay chậm rãi tới lui, vô tình bàn tay trượt xuống mông. Ừ, Liễu Mộng khẽ rên một tiếng. Tiểu bại hoại, đừng sờ mông chị. Hạ Thiên rất nghe lời, chị Mộng không cho hắn sờ mông thì đổi địa phương.
Vì vậy mà bàn tay của hắn đi lên vùng đồng bằng, chạy đến Trung Du, cuối cùng lên vùng núi cao, kết quả chính là vận động viên leo núi chuyên nghiệp, hai bàn tay cắm cờ trên đỉnh núi. Liễu Mộng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, nàng có chút bất mãn. Tiểu bại hoại, đừng bóp chị, nếu cậu tiếp tục bóp thì chị sẽ bóp lại đấy. Hạ Thiên nghe vậy mà cảm thấy vui sướng, Liễu Mộng uy hiếp như vậy đúng là cậu còn chưa được. Liễu Mộng chợt tức giận. Cậu đúng là tiểu bại hoại, giúp chị kỳ lưng mà sờ mó lung tung, cậu muốn sờ sao không kỳ lưng cho chị xong cái đã. Chị phải trừng phạt cậu. Liễu Mộng còn chưa nói dứt lời thì từ trong bồn tắm nhảy sổ ra, nàng vật Hạ Thiên xuống đất, sau đó kéo hắn lên. Chị cho cậu sờ, chị cũng muốn sờ cậu, chị không mặc quần áo, cậu cũng không được mặc quần áo. Liễu Mộng vung tay vài lượt đã làm Hạ Thiên trần như nhộng, ngay sau đó bắt đầu sờ mó loạn xạ trên người hắn. Hạ Thiên phát hiện hai mắt của mình rất bận rộn, trước mặt là núi đồi cao vút sung dinh, bên dưới lại là bãi cỏ hoang đẫm nước ngã rạp, xa hơn một chút là một miệng núi lửa nóng bỏng, hơn nữa còn có da thịt trắng như ngọc. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt quá đẹp. Hai bàn tay mềm mại của Liễu Mộng sờ mó trên người làm Hạ Thiên sinh ra cảm giác khác thường, trong lúc vô tình trong lòng bùng lên lửa nóng, càng ngày càng thiêu đốt dữ dội. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà phải dùng tay xoa bóp Liễu Mộng. Nhưng động tác này của Hạ Thiên đã bị Liễu Mộng phát hiện ra, nàng chụp lấy tay hắn, sau đó dùng mông ngồi lên, trong miệng lầu bầu. Chị được sờ cậu, cậu không được sờ chị. Hạ Thiên đáng thương bây giờ đang ở vào thời điểm suy yếu, hơn nữa khí lực của Liễu Mộng vốn đã lớn hơn hắn, vì vậy mà lúc này hắn bị nàng ép cho không thể nhúc nhích. Bây giờ hắn cũng không thể ngồi lên, vì hắn chỉ cần có cử động sẽ bị Liễu Mộng dùng tay ép xuống. Đối với một người đàn ông, có một người đẹp cởi sạch sẽ chạy tung tăng trước mặt mà mất đi năng lực đàn ông, đây rõ ràng là nỗi đau lớn nhất. Mà đáng đau khổ chính là loại năng lực đàn ông vẫn còn, người đẹp cũng trần như nhộng nhưng không thể nhúc nhích, đây đúng là cực hình. Nghe nói có một tổ chức bí mật dùng phương pháp này để bức cung, muốn tra khảo một người đàn ông nào đó, trước tiên trói chặt không cho cử động, cuối cùng tìm người đẹp dáng người nóng bỏng múa thoát y trước mặt. Cuối cùng tên đàn ông này có hơn phân nửa là chịu không xiết, thứ gì cũng nói ra. Hạ Thiên tất nhiên không cam lòng tiếp nhận cực hình này, hắn muốn phản kháng, hắn phát hiện ra tay mình vẫn có thể chuyển động. Tuy bàn tay không thể sờ mó loạn xạ nhưng 10 ngón tay có thể vuốt mông của Liễu Mộng. Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến, lúc nào cảm giác có tuyệt vời cũng chỉ tăng mạnh ngọn lửa nóng trong lòng Hạ Thiên, cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu bại hoại, ngón tay của cậu đừng lộn xộn. Liễu Mộng đã có chút không thích ứng, nàng nâng cặp mông khủng bố lên. Ngay sau đó lui ra lại ngồi xuống, nàng muốn chặn hoàn toàn bàn tay của hắn. Liễu Mộng đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó nóng như lửa xâm nhập vào thân thể mình, cảm giác đau đớn dữ dội thiếu chút nữa làm nàng khóc giống lên. Tiểu bại hoại, chị đau quá. Khi Hạ Thiên cảm nhận được khoái cảm ùa đến như thủy triều thì cũng sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, đúng là mất mặt, hắn bị Liễu Mộng chiếm đoạt. Lúc này hai người kết hợp lại với nhau. Một luồng băng hỏa linh khí khổng lồ mãnh liệt kéo đến, phóng vào cơ thể Hạ Thiên, nhanh chóng bành trướng trong kinh mạch, thậm chí còn làm kinh mạch hắn sinh ra cảm giác muốn vỡ tung. Khi cảm thấy kinh mạch đau nhức thì Hạ Thiên cũng tranh thủ thời gian ngồi lên, Liễu Mộng vừa để cho Hạ Thiên tiến vào một cách ngoài ý muốn cũng không dùng sức. Vì vậy Hạ Thiên hôn lên cặp môi anh đào của nàng, một luồng lực hút mạnh mẽ kéo luồng băng hỏa linh khí đang bành trướng trong kinh mạch Hạ Thiên thông qua nụ hôn chạy sang thân thể Liễu Mộng. Băng hỏa linh khí tiến vào trong người Liễu Mộng cứ như vậy tạo nên một vòng tuần hoàn. Chân khí không ngừng tuần hoàn, xung quanh người Hạ Thiên và Liễu Mộng dần xuất hiện một lớp xương mỏng, xương nhanh chóng xoay tròn. Dưới làn xương, thân thể hai người Hạ Thiên cũng như ẩn như hiện, dù có người ở bên cạnh cũng chưa chắc đã phát hiện được tình huống bên trong. Tất nhiên lúc này cũng không có ai ở bên cạnh, dù là Kiều Tiểu Kiều cũng không đi đến vào lúc này, hơn nữa nàng cũng không vào được vì cửa đã khóa. Khi chân khí vận chuyển thì Hạ Thiên và Liễu Mộng cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ, cuối cùng cả hai cảm thấy mình như bay bổng trên không. Cả hai cũng không sợ hãi, người nào cũng cảm nhận được sự thoải mái vô bờ. Sau khi chân khí liên tục tuần hoàn được 36 vòng thì cả hai tiến vào trong một loại cảnh giác nửa tỉnh nửa mê, nói bọn họ ngủ vì lúc này đã không còn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nói bọn họ tỉnh vì vẫn cảm giác được chân khí xoay chuyển trong người. Khoảnh khắc này bọn họ giống như đi vào trong một thế giới chỉ của riêng hai người. Trong thế giới này Hạ Thiên và Liễu Mộng đã chờ rất lâu nhưng giống như chỉ tích tắc, bọn họ thấy băng hỏa linh khí tuần hoàn rất nhiều lần,
tốc độ dần chậm lại, cuối cùng lực hút cũng biến mất. Lúc này bọn họ mới tỉnh lại từ trong cảnh giới kỳ diệu. Chương 212, một giấc 10 ngày. Hạ Thiên tỉnh lại và cảm thấy cơ thể mình có khác biệt so với trước đó, không phải chỉ là tinh thần sảng khoái, tinh lực dư thừa, quan trọng là hắn cảm thấy băng hỏa linh khí trong cơ thể được đề thăng cả về lượng và chất, đã tiến lên một giai đoạn hoàn toàn mới. Dù Hạ Thiên đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này, nhưng lần đầu tiên song tu với Liễu Mộng mà mang lại lợi ích lớn như vậy, điều này rõ ràng vượt qua dự đoán của hắn. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, nguyên nhân cũng chỉ vì công lực của Liễu Mộng quá mạnh, nếu không sẽ khó đạt được hiệu quả như lúc này. Tiểu bại hoại, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Liễu Mộng dùng ánh mắt mê man nhìn Hạ Thiên. Cảm giác thật thoải mái, chị giống như vừa ngủ một giấc, đã lâu chưa được ngủ thoải mái như vậy. Chị Mộng, nếu cảm thấy thoải mái thì sau này chúng ta thường xuyên làm như vậy được không? Hạ Thiên bắt đầu đầu độc Liễu Mộng, tuy sau này cùng song tu sẽ không đạt được hiệu quả như lúc này nhưng vẫn đẩy mạnh tốc độ tu luyện lên gấp vài lần. Không tốt, rất đau. Liễu Mộng đột nhiên nghĩ ra vấn đề. Tiểu bại hoại, chị không chơi với cậu nữa. Liễu Mộng muốn rời khỏi thân thể của Hạ Thiên, trong lúc vô tình hai bộ phận bên dưới lại ma sát vào nhau làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Lần này tất nhiên hắn sẽ không cho Liễu Mộng cơ hội bỏ chạy, hơn nữa sau khi song tu thì khí lực của hắn cũng tăng mạnh, cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong trên người Liễu Mộng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Hạ Thiên báo thù một ngày đều trễ. Hắn nhớ lại tình cảnh trước đó, vì vậy bây giờ phải gỡ gạc lại mặt mũi, hắn đẩy Liễu Mộng nằm lên sàn nhà tắm, ngay sau đó bắt đầu hoạt động lên xuống gấp rút. Phi, lưu manh. Trong phòng Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi đang nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính. Gương mặt nàng chợt đỏ bừng, nàng mắng một câu rồi nghiêng đầu qua. Phượng Nhi, sao vậy? Kiều Tiểu Kiều dùng giọng kỳ quái hỏi. Kiều Tiểu Kiều, Hạ Thiên đang cùng Liễu Mộng. Kiều Phượng Nhi cũng rất xấu hổ khi nói ra. Thôi thì chị tự xem đi. Kiều Tiểu Kiều nhìn vào màn hình máy tính, ngay sau đó đã thấy một tình cảnh nóng bỏng, gương mặt cũng đỏ hồng, ngay sau đó nói với Kiều Phượng Nhi. Phượng Nhi, tắt máy giám thị đi. Kiều Tiểu Kiều. Bọn họ như vậy mà chị không quan tâm sao? Kiều Phượng Nhi không thể hiểu, chồng mình đang mây mưa với một người phụ nữ khác, chẳng lẽ Tiểu Kiều không tức giận sao? Tắt máy giám thị đi. Kiều Tiểu Kiều chỉ nói một câu như vậy. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng cắt máy giám thị, nhưng trước khi cắt nàng cũng không khỏi quay đầu lại nhìn lần cuối. Lúc này người đàn ông đang nhấc cặp chân dài lên và chạy nước rút, tình cảnh in sâu vào trong óc nàng, tạo nên một dấu ấn khó thể phai mờ. Ngày hôm sau cửa phòng tắm mới mở ra. Liễu Mộng mặc một bộ váy trắng rất dài, nàng khẽ ngáp và xoa bụng đi ra phòng tắm. Tiểu Kiều, chị đói bụng quá. Tôi cũng rất đói. Hạ Thiên cũng đi ra, trên người quấn khăn tắm, vẻ mặt còn có chút mơ hồ. Đúng là kỳ quái, trước kia tôi nhịn đói 7 ngày cũng không có cảm giác đói thế này, sao hôm nay, chẳng lẽ là... Hạ Thiên nhìn Liễu Mộng, thầm nghĩ có lẽ mình báo thù chị Mộng quá ác độc. Vì vậy mà tiêu hao quá nhiều thể lực sao? Nhưng điều này cũng không đúng, tối qua hắn chỉ hoạt động có 6 lần, trước đó khi ngủ cùng Tôn Hinh Hinh hắn thường làm cả 9 lần, khi đó nào có mệt mỏi như bây giờ. Chồng, chị Mộng, hai người đã không ăn gì 10 ngày rồi, tất nhiên sẽ cảm thấy đói. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu bất đắc dĩ. Cái gì 10 ngày, chẳng phải chỉ một buổi tối thôi sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Kiều Tiểu Kiều lại phải giải thích. Chồng à! Hôm nay là 15 tháng 8. Sao, 15 tháng 8 rồi à? Đúng là 10 ngày, kỳ quái, sao chị thấy giống như chỉ mới trải qua một đêm? Liễu Mộng nói với vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại đau khổ. Tiểu bại hoại, rốt cuộc đã nhịn quá lâu, sẽ chết đói mất, cậu mau đi tìm thức ăn, nếu không cục cưng trong bụng chị cũng chết đói mất. Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh chợt dở khóc dở cười, chị Mộng cũng đúng là, sao có em bé nhanh như vậy được? Nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không nói gì, nàng vừa nói người chuẩn bị bữa sáng vừa cầm quần áo cho Hạ Thiên. Bộ quần áo này nhìn rất bình thường nhưng có khác biệt với hàng vỉa hè của Hạ Thiên, đây chính là sản phẩm đặc biệt được Tiểu Kiều đặt hàng thiết kế. Đáng tiếc là Hạ Thiên mặc vào cũng không biến đổi bao nhiêu, người ta nhìn vào cũng tưởng hắn đang mặc hàng vỉa hè. Hai người Hạ Thiên và Liễu Mộng ăn hết 20 phần cơm, cuối cùng mới có vẻ lấp đầy bụng. Không thể nghi ngờ Liễu Mộng là phối hợp tuyệt vời của Hạ Thiên ở vấn đề ăn uống. Ăn no rồi, đi ngủ thôi. Liễu Mộng ngáp một cái rồi bò lên giường của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên ăn xong bữa sáng và xác nhận đã song tu với Liễu Mộng được 10 ngày.
Điều này làm hắn cảm thấy lo lắng, mình đã biến mất 10 ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người lo lắng, chị Hinh sẽ không tìm thấy hắn, cảnh sát tỷ tỷ cũng nhớ hắn, đây chẳng phải là phiền phức sao. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, nhưng điện thoại đã sớm hết pin, hắn tranh thủ nạp pin rồi hỏi Kiều Tiểu Kiều. Vợ, những ngày qua có ai tìm anh không? Chồng à, chị Hinh và chị Vân Mạn tìm anh khắp nơi, nhưng cũng không có việc gì quá gấp, em nói tạm thời anh không thể đi được. À, còn có Diệp Mộng Oánh đến tìm anh, hình như có việc gì đó rất gấp. Chỉ như vậy thôi, không còn ai khác. Kiều Tiểu Kiều trả lời, 10 ngày không dài mà cũng chẳng ngắn, trong 10 ngày có thể phát sinh nhiều chuyện, cũng có thể không xảy ra vấn đề gì. Tối đó Hạ Thiên vào phòng tắm mà không ra, vì vậy Kiều Tiểu Kiều đã nghĩ Hạ Thiên và Liễu Mộng hoạt động bên trong. Nhưng đến ngày hôm sau cả hai còn chưa ra, vì vậy nàng cảm thấy không đúng, vì vậy mới để Kiều Phượng Nhi mở máy quay trong phòng tắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các nàng thấy được tình cảnh máu lửa giữa Hạ Thiên và Liễu Mộng. Cảnh sát tỷ tỷ không tìm anh sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng, chẳng lẽ cảnh sát tỷ tỷ không nghĩ đến hắn? Chị Băng Băng không điện thoại, hình như gần đây chị ấy rất bận. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu nói. À, sát thủ ám ảnh đoàn gần đây có xuất hiện không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi, từ khi sát thủ cuối cùng xuất hiện đến lúc này đã hơn 10 ngày, dựa theo suy đoán thì sát thủ ám ảnh đoàn phải xuất hiện rồi mới đúng. Kiều Tiểu Kiều lại lắc đầu. Còn chưa xuất hiện, có lẽ cũng vì nguyên nhân những ngày qua em không đi đâu. Vì lo lắng cho Hạ Thiên nên những ngày qua Kiều Tiểu Kiều luôn ở trong phòng, đến lúc này dù có sát thủ thật sự muốn ra tay cũng không dễ, dù sao trong tòa nhà Kiều gia vẫn còn rất nhiều thủ vệ, muốn đột phá qua vòng kiểm soát của đám người kia cũng không dễ. Hạ Thiên không hỏi thêm vấn đề gì, lúc này hắn còn chưa thích ứng, giống như tính mạng của hắn bị kẻ nào đó cướp đi mất 10 ngày, hắn cũng không biết 10 ngày qua có chuyện gì xảy ra, cảm giác là lạ. Chồng, anh nên điện thoại cho các chị trước, nếu không mọi người sẽ rất lo lắng. Kiều Tiểu Kiều thấy Hạ Thiên có chút sững sờ thì nhắc nhở một câu. Hạ Thiên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, hắn cầm lấy điện thoại và bắt đầu gọi điện, người đầu tiên là Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, những ngày qua cậu đi đâu? Tôn Hinh Hinh hỏi ngay. Chị Hinh, tôi ngủ một giấc 10 ngày. Hạ Thiên trả lời rất buồn bực, một giấc ngủ 10 ngày tuy có được rất nhiều lợi ích nhưng làm hắn cảm thấy mất quá nhiều thời gian. Ngủ một giấc sao? Tôn Hinh Hinh nghe mà chóng mặt, tiểu sắc lang kia không lừa mình đấy chứ. Đúng vậy, tôi chỉ ngủ một giấc nhưng lại hơi lâu, đúng rồi, chị Hinh, chị đang ở đâu? Cuối cùng Hạ Thiên hỏi. Tôi còn ở đâu, ở cửa hàng hoa. Tôn Hinh Hinh hờn dỗi. Đúng rồi, rất kỳ quái, người của phòng hậu cần Đại học Giang Hải lại tiếp tục cho thuê với giá cả như cũ, có phải cậu tìm người không? Không. Hạ Thiên trả lời, mấy ngày qua hắn chỉ ngủ mà thôi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi hẹn Khổng Mính đi dạo, bây giờ sẽ đi ngay. Tôn Hinh Hinh nói. Cúp máy nhé, bye bye. Tôn Hinh Hinh cũng không đợi Hạ Thiên nói thêm câu nào mà cúp máy. Hạ Thiên chợt ngây người, hắn đang định điện thoại cho Liễu Vân Mạn thì có một cuộc gọi đến, là một số máy lạ. Xin hỏi ai vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng, ai dám làm chậm trễ thời gian hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Xin hỏi có phải anh là Hạ Thiên tiên sinh không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vội vàng. Đúng vậy, là tôi, ai thế? Hạ Thiên có chút buồn bực, giọng nói kia tuy có chút dễ nghe nhưng cũng có hơi xa lạ, giống như hắn chưa từng nghe qua. Diệp tiểu thư, nhanh, đã xong, Hạ tiên sinh đang nhận điện thoại. Giọng nói bên kia chợt trở nên vui mừng, ngay sau đó Hạ Thiên nghe thấy một âm thanh khác vang lên trong loa. Hạ Thiên, là tôi, bây giờ cậu có rảnh không? Mỹ nữ tỷ tỷ, là chị sao? Hạ Thiên lúc này nghe rõ giọng nói của Diệp Mộng Oánh. Tôi có rảnh, chị có nhớ tôi không? Đúng vậy, vài ngày qua tôi luôn nhớ cậu, bây giờ cậu đến ngay được không? Tôi có chuyện cần cậu hỗ trợ, rất gấp. Diệp Mộng Oánh vội vàng nói. Tốt, tôi sẽ sang ngay, chị đang ở đâu? Hạ Thiên nghe nói Diệp Mộng Oánh luôn nhớ mình thì rất vui sướng, đúng là vẫn còn có người nghĩ đến hắn. Tòa nhà Hải Giang, phòng làm việc của tôi. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng thông báo một địa chỉ. Hạ Thiên vội vàng nói một câu với Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn rời khỏi tòa nhà Kiều ra bắt taxi đến tòa nhà Hải Giang. Hắn đến nơi và đi thang máy lên lầu 68, đi đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh, sau đó hắn phát hiện trong phòng làm việc ngoài Diệp Mộng Oánh thì vẫn còn vài người, một người trong số đó rất quen mặt. Ủa, sao lại là cô?
sau đó Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận ra đối phương. Chương 213, ngôi sao bị hủy dung nhan. Tuy cô gái kia cúi đầu và đeo kính râm lớn nhưng Hạ Thiên vẫn còn có thể nhận ra được, đây không phải ngôi sao An Khả Khả xấu như cá xấu sao. Khi nhìn thấy vẻ mặt đen như than của An Khả Khả thì Hạ Thiên không khỏi buồn bực. Này, cô lại đóng quảng cáo nữa sao? Sao lại trang điểm xấu như vậy? Tôi cảm thấy cô thật sự có vấn đề rồi đấy, chẳng lẽ cô thích ngược đãi? Nếu không sao thích mình trở nên xấu xí như vậy? Cậu nói chuyện như vậy sao? Một giọng nói tức tối vang lên, phát ngôn chính là một người phụ nữ trên 30 ở bên cạnh An Khả Khả. Diệp tiểu thư, chị tìm đâu ra một người đến quấy rối như vậy? Diệp Mộng Oánh khẽ nhíu mày, khi nàng đang định nói thì An Khả Khả đã mở miệng. Chị Di, đừng nóng, người này tuy rất đáng giận nhưng lần trước anh ấy đã ra tay cứu giúp khi em bị bắt cóc, chị đừng so đo. Là cậu ta cứu em sao? Chị Di dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn còn rất tức giận. Dù cậu ta có cứu em cũng không được ăn nói bậy bạ như vậy. Tôi chỉ nói thật mà thôi, lần trước tôi gặp cô ấy thì trên mặt cũng đen nhẻm, hôm nay cũng rối loạn, không phải có vấn đề thì là gì. Hạ Thiên nhìn sát vào mặt An Khả Khả. Kỳ quái, trình độ hóa trang bây giờ tốt vậy sao? Giống như thật vậy. Anh! An Khả Khả bị chọc tức. Nàng đột nhiên lấy kính râm ra rồi giống lên với Hạ Thiên. Anh đúng là quá ngu ngốc, loại quỷ sứ đáng ghét, đừng tưởng rằng cứu người thì có thể nói lung tung, đây không phải là hóa trang, là thật. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Quái lạ, mới được mấy ngày sao đen nhe heo mọi vậy? Hay kẻ nào có thủ oán với cô, người ta hủy vẻ đẹp của cô sao? Khụ khụ. Diệp Mộng Oánh xấu hổ ho khan vài tiếng. Diệp Mộng Oánh ho khan cuối cùng cũng rời lực chú ý của Hạ Thiên. Hắn tranh thủ xoay người nhìn nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị bị cảm sao? Để tôi xem cho. Hạ Thiên nói xong đã muốn bắt mạch cho Diệp Mộng Oánh, điều này làm cho Diệp Mộng Oánh dở khóc dở cười. Diệp tiểu thư, rốt cuộc các người có thành ý giải quyết chuyện này không? Người được An Khả Khả gọi là chị Di chợt nổi giận. Bây giờ truyền thông đều làm ầm lên, chúng tôi còn chưa nói gì, nhưng như vậy không phải chúng tôi sợ các chị. Chỉ là hai bên hợp tác vui vẻ. Chúng tôi không muốn vì vậy mà sinh ra tình canh không thoải mái, nhưng bao nhiêu ngày rồi. Chị chưa làm gì cho chúng tôi, hơn nữa bây giờ lại để người ta châm chọc An tiểu thư, chị không thấy quá đáng sao? Này, chị là ai vậy? Đừng hét lên với vợ tôi chứ. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người phụ nữ kia, người này lớn lên cũng không đẹp nhưng tính tình lại khá mạnh bạo. Hạ Thiên, đừng làm rộn. Diệp Mộng Oánh lập tức dùng ánh mắt xin lỗi nhìn người phụ nữ kia. Trần tiểu thư, chị hiểu lầm rồi, Hạ Thiên chẳng qua còn chưa biết tình huống mà thôi. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút, sau đó nàng nói thêm. Hạ Thiên, đây là An Khả Khả tiểu thư, đây là người đại diện của An tiểu thư, là Trần Di tiểu thư, đều là người nhà với nhau. Sau khi giới thiệu xong thì Diệp Mộng Oánh nhìn Trần Di. Trần tiểu thư, Hạ Thiên là ban của tôi, cũng là một thần y, tôi mời cậu ấy đến giải quyết chuyện này. Mỹ nữ tỷ tỷ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên có chút mê hoặc, An Khả Khả bị hủy dung nhan có liên quan gì đến Diệp Mộng Oánh sao? Hạ Thiên ngay sau đó đã được biết rõ, việc này có liên quan đến Diệp Mộng Oánh, nếu nói một cách nghiêm khắc thì có liên quan đến tập đoàn Thiên Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mộng Vân là công ty con của tập đoàn Thiên Nam, cũng là công ty mà trước kia nằm dưới sự quản lý của Diệp Mộng Vân, công ty này vừa cho ra đời một sản phẩm mới có tên là Tiểu Mỹ Nhân. Mà An Khả Khả chính là ngôi sao giới thiệu cho sản phẩm tiểu mỹ nhân. Đồ mỹ phẩm thường có người phát ngôn, vì vậy một nữ ngôi sao đại diện cho sản phẩm cũng là bình thường, dưới tình huống không tốt, dù mỹ phẩm không tốt cũng sẽ chẳng để lại hậu quả lớn. Cũng không biết An Khả Khả xui xẻo hay có nguyên nhân gì khác nhưng lại xảy ra chuyện. Nàng là người đại diện của sản phẩm tiểu mỹ nhân, vì vậy nàng cũng được công ty phát sản phẩm miễn phí. Để bày tỏ lòng phụ trách với sản phẩm, nàng tự mình dùng thử. Sau đó gương mặt trắng nõn của nàng đã trở nên đen xì như đít châu lúc này. Ngôi sao lớn xinh đẹp ngày trước đã trở thành người đẹp cá xấu thật sự. Đến lúc này tất nhiên An Khả Khả phải bắt buộc công ty Mộng Vân phụ trách, đáng lý nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, nàng cũng không muốn để người khác biết gương mặt mình trở nên xấu xí như vậy. Nhưng không biết ai đã tung tin ra ngoài, sau đó truyền thông chợt xôn xao, vì vậy mà tập đoàn Thiên Nam gặp phải nguy cơ chưa từng có. Sau khi sự việc phát sinh thì tập đoàn Thiên Nam lập tức phát sinh những nguy cơ quan hệ xã hội nhưng hiệu quả cũng không lớn,
nghe nói những sản phẩm tiểu mỹ nhân đều bị trả ngược trở lại, những siêu thị mỹ phẩm loại bỏ tiểu mỹ nhân, hơn nữa còn loại bỏ tất cả những sản phẩm khác của công ty Mộng Vân. Tình cảnh ngay sau đó lại biến tướng, thậm chí các sản phẩm của tập đoàn Thiên Nam lập tức bị xem nhẹ, tất cả các hãng truyền thông đều có tin bài chỉ trích tập đoàn Thiên Nam, cũng may tập đoàn Thiên Nam còn chưa phát hành cổ phiếu, nếu không đã sớm mất giá thảm hại. Diệp Mộng Oánh mời đến những bác sĩ da liễu tốt nhất thành phố Giang Hải, người nào cũng nói có thể điều trị cho An Khả Khả, nhưng muốn khôi phục để giống như xưa là không thể. Hơn nữa cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất cũng phải một năm hoặc nửa năm. Rõ ràng Diệp Mộng Oánh không thể đợi lâu như vậy, nếu là một năm hay nửa năm thì người người sẽ thấy vấn đề, tập đoàn Thiên Nam cũng sẽ sụp đổ, dù không sụp đổ cũng tổn thương nặng. Đây là tình cảnh Diệp Mộng Oánh không muốn xảy ra, vì vậy nàng lập tức nhớ đến Hạ Thiên, nhưng trước đó nàng điện thoại mà không liên lạc được. Cuối cùng nàng gọi đến cho Kiều Tiểu Kiều, nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không nói rõ ràng Hạ Thiên đang ở đâu. Rơi vào đường cùng, Diệp Mộng Oánh chỉ có thể tiếp tục hóa giải nguy cơ xã hội vừa kéo dài thời gian, đồng thời cho trợ lý điện thoại liên tục cho Hạ Thiên. Rõ ràng trước đó Diệp Mộng Oánh cũng không gạt Hạ Thiên, những ngày nay nàng luôn nghĩ về hắn. Hèn gì đại sư phụ nói mỹ phẩm có hơn phân nửa là có hại cho làn da. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào An Khả Khả, hắn vẫn còn có chút mê hoặc. Thế nhưng làm gì có mỹ phẩm nào làm cho mặt đen như đít châu thế này được. Nếu nói đây là kết quả khi dùng mỹ phẩm thì sẽ không mấy người tin, nhưng nói là hủ thực thì đúng hơn. Bác sĩ cũng nói như vậy, nói rằng đồ trang điểm có quá nhiều axit, làm da bị thương. Diệp Mộng Oánh gật đầu nói. Vì vậy rất khó trị cho tốt, dù không quá nghiêm trọng nhưng muốn điều trị là rất khó. Mỹ phẩm sao, đưa tôi xem thử. Hạ Thiên có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thứ mỹ phẩm gì, sao có thể biến đổi gương mặt kinh hồn như vậy? Là loại này. Diệp Mộng Oánh lấy một hộp mỹ phẩm trên bàn đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy rồi mở gói lấy hộp kem ra, hắn ngửi mùi, sau đó lại làm một chuyện mà mọi người khó tin, hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm, sau đó còn chép chép miệng. Nhà đam, cỏ hân, sen, dưa leo, đất. Hạ Thiên lắc đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ phẩm này ai làm ra vậy, quá kém, không có tác dụng gì với làn da, cũng chẳng khác gì dùng nước rửa mặt. Diệp Mộng Oánh có chút xấu hổ, nàng đang định mở lời thì Hạ Thiên đã tiếp tục. Nhưng cũng không đúng, tuy mỹ phẩm này không có gì tốt nhưng cũng không xấu, không thể nào biến gương mặt trở nên như vậy được. Phòng thí nghiệm cũng đưa ra kết quả như vậy, mỹ phẩm này không gây hại cho da. Diệp Mộng Oánh gật đầu phụ họa. Hạ Thiên nhìn An Khả Khả. Cô đã dùng qua mỹ phẩm này sao? Tôi thấy cô đang lừa gạt thì đúng hơn. Diệp Mộng Oánh lại đón lời. Hạ Thiên, sản phẩm đưa cho An Khả Khả đã không thấy đâu. Không thấy sao? Hạ Thiên trở nên buồn bực. Sao lại không thấy, bị đánh cắp rồi à? Trước tiên An Tiểu Thư đưa sản phẩm có vấn đề cho Diệp Mộng Vân, đợi đến khi tôi đến tìm thì Diệp Mộng Vân căn bản nói rằng chưa từng được nhận. Diệp Mộng Oánh có chút bất đắc dĩ, Diệp Mộng Vân không thừa nhận thì nàng cũng không còn biện pháp, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, chắc chắn là Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đang trả thù mình. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Thật ra bộ sản phẩm của An Tiểu Thư cũng là do Diệp Mộng Vân đưa đến. Nếu tôi đoán không lầm thì nhất định là Diệp Mộng Vân quấy rối, để tôi đi cho cô ấy một trận đòn. Hạ Thiên rất bất mãn, Diệp Mộng Vân rõ ràng dám hãm hại vợ hắn, mà Diệp Thiếu Kiệt kia cũng cần ăn đòn. Hạ Thiên, Diệp Mộng Vân sẽ do tôi xử lý, nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là chữa tốt cho An Tiểu Thư. Diệp Mộng Oánh vội nói, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Cậu nói đi, cậu có chữa được cho An Tiểu Thư không? Tất nhiên là có thể, trên đời không có gì tôi không chữa hết được, nhưng tôi không muốn chữa cho cô ấy. Hạ Thiên có vẻ rất tin tưởng, hắn song tu với Liễu Mộng 10 ngày, bây giờ không cần Liễu Mộng hỗ trợ cũng đã có thể thi triển nghịch thiên đệ tam châm. Đừng nói là An Khả Khả chỉ bị axit hủ thực, dù tắm axit cũng có thể chữa được. Anh thật sự có thể chữa tốt cho tôi sao? An Khả Khả nhìn không được phải hỏi. Trong giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng phần lớn là hy vọng. Tôi có tâm tình lừa cô sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Cô không xinh đẹp, tôi lừa cô cũng chẳng được gì. Lời này của Hạ Thiên làm mọi người sinh ra cảm giác quái dị, dựa theo lời của hắn, như vậy nếu xinh đẹp thì sẽ lừa gạt sao? Vậy anh nhanh chóng chữa cho tôi đi. An Khả Khả có vẻ khó chờ thêm được nữa, đừng nói nàng là ngôi sao dùng mặt kiếm cơm.
dù là cô gái bình thường cũng khó thể tiếp nhận sự thật là dung mạo bị hủy hoại. Chương 214, hiệu quả quảng cáo. An Khả Khả rất nôn nóng nhưng Hạ Thiên thì không, hắn nhìn Diệp Mộng Oánh rồi hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, có phải chữa tốt cho cô ấy thì công ty của chị không sinh chuyện không? Nào có đơn giản như vậy? Diệp Mộng Oánh lắc đầu. Dù có chữa trị tốt cho gương mặt của An Tiểu Thư thì người ta vẫn cho rằng sản phẩm của chúng ta có vấn đề, dù có báo cáo kiểm nghiệm thì mọi người sẽ cho rằng chúng ta đang chống chế, sẽ không tin tưởng. Đúng vậy. Bây giờ người tiêu dùng có ý nghĩ mâu thuẫn với sản phẩm của chúng ta, thương trường là vậy, muốn tạo dựng một nhãn hiệu thì vài năm và thậm chí là vài chục năm, nhưng muốn hủy diệt một nhãn hiệu thì chỉ cần một sự kiện mà thôi. Người đẹp ở bên cạnh Diệp Mộng Oánh cũng mở lời, nàng chính là trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oánh, cũng khá xinh đẹp. Đáng tiếc là nàng chỉ là trợ lý cho Diệp Mộng Oánh, vì vậy mà người ta chỉ chú ý đến Diệp Mộng Oánh mà xem nhẹ Chu Cầm với thân phận và vẻ đẹp kém hơn một chút. Diệp Mộng Oánh khẽ thở dài, tập đoàn Thiên Nam đã tạo dựng tên tuổi nhiều năm, nếu bị phá hoại thì sẽ đưa ra tổn thất quá lớn. Dù thế nào thì chuyện lần này sẽ đưa đến cho tập đoàn Thiên Nam những tổn thất rất lớn. Hạ Thiên, tóm lại vấn đề bây giờ là chữa trị tốt cho An Tiểu Thư, chuyện khác để sau này hãy nói. Diệp Mộng Oánh bất đắc dĩ nói, dù nói thế nào, nếu gương mặt của An Khả Khả có thể khôi phục lại thì còn có thể lấy cớ cho qua, ví dụ như An Khả Khả không bị mỹ phẩm gây hại. Dù nói như vậy cũng có người nghi ngờ nhưng những vị khách có niềm tin vào tập đoàn Thiên Nam sẽ không đặt nghi vấn, như vậy cũng giảm bớt tổn thất đến một mức độ có thể chấp nhận. Nhưng Hạ Thiên không nghĩ như vậy, bây giờ vợ hắn gặp phiền phức, hắn cần phải nghĩ biện pháp để giải quyết. Phải làm thế nào để người ta tin mỹ phẩm có hiệu quả? Hạ Thiên lẩm bẩm nói. Này, vừa rồi anh nói sản phẩm này không có tác dụng, anh còn muốn dùng nó gạt người sao? An Khả Khả dùng giọng bất mãn nói. Đó là cách điều chế không tốt, tôi sẽ sửa lại, sẽ làm sản phẩm có tác dụng. Hạ Thiên không cho là đúng. Anh có sửa lại cách điều chế cũng vô dụng, trừ khi sản phẩm này được như quảng cáo, nếu không sẽ chẳng ai tin. An Khả Khả rất bất mãn với Hạ Thiên, tất nhiên sẽ dùng lời nói để đả kích đối phương. Giống như quảng cáo sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Quảng cáo như thế nào? Anh xem thì biết ngay. An Khả Khả biết được mặt mình có thể trị thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, mà tính tình cũng rộng mở hơn. Hạ Thiên nói Diệp Mộng Oánh tìm đoạn phim quảng cáo, sau đó, hắn là một người nghiện quảng cáo nhưng xem xong cũng cảm thấy không có mấy cảm xúc. Trong phim quảng cáo là một cô gái má trái đen xì và má phải có vết thẹo, cô gái này sử dụng mỹ phẩm một đêm, ngày hôm sau đã không còn sẹo, gương mặt đen xì cũng trở nên trắng muốt, cả bộ phim không có chút sáng ý. Tuy quảng cáo không hay nhưng muốn đạt đến hiệu quả như vậy cũng không khó. Hạ Thiên lẩm bẩm. Diệp Mộng Oánh nghe vậy thì chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên, cậu thật sự làm được sao? Đúng vậy, tôi có thể phối ra một loại thuốc mỡ, bôi lên mặt người một đêm, sáng hôm sau có thể làm cho người ta khôi phục lại. Hạ Thiên gật đầu nói. Thuốc mỡ sao? Diệp Mộng Oánh có chút chần chừ. Cậu có thể sử dụng thuốc mỡ làm mỹ phẩm được không? Có thể. Những mỹ phẩm này cũng coi như là thuốc mỡ, cùng một loại thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Diệp tiểu thư, nếu Hạ tiên sinh thật sự làm được như vậy thì chúng ta nên sắp xếp cho tốt, chẳng những có thể vãn hồi danh dự của công ty, hơn nữa còn có thể tạo ra một sản phẩm mỹ phẩm mới. Chu Cầm hưng phấn nói. Nhưng Chu Cầm cũng khựng lại, sau đó dùng giọng nuối tiếc nói. Đáng tiếc là một buổi tối vẫn quá lâu, nếu có thể làm cho An tiểu thư khôi phục lại trong thời gian 2 giờ. Như vậy chúng ta có thể bày tỏ trước mặt các phóng viên trong họp báo, để An Tiểu Thư tự nói rõ ràng. Nếu họp báo thành công thì tôi đảm bảo sau này mỹ phẩm của chúng ta dù sản xuất nhiều cũng là cung không đủ cầu. Nếu tôi dùng châm cứu thì chưa đến một giờ sẽ xong. Hạ Thiên không cho là đúng. Từ khi xuống núi đến nay hắn chữa bệnh cho người ta toàn dùng châm cứu, không sử dụng dược liệu. Không phải hắn không biết kê đơn. Nhưng đối với băng hỏa linh khí thì tốc độ điều trị bằng châm cứu sẽ mạnh hơn dùng dược vật rất nhiều lần. Diệp Mộng Oánh nghe thấy như vậy mà hai mắt chợt tỏa sáng, nàng đột nhiên phát hiện ra một chiến lược biến nguy cơ thành cơ hội. Hạ Thiên, cậu có thể đưa cho tôi cách điều chế không? Diệp Mộng Oánh mở miệng hỏi. Tôi cần xem các điều chế để hạch toán giá thành, xem có thể sản xuất quy mô lớn được không? Không có vấn đề. Hạ Thiên trả lời. Hắn cầm lấy giấy bút rồi ghi lại cách điều chế, chưa nói đến vấn đề khác, chữ của hắn viết ra nhìn khá tốt.
Sau khi đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh thì Hạ Thiên bổ sung thêm. Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu như cách điều chế này tạo ra thành phẩm quá cao thì chỉ có thể giảm thành phần xuống, hiệu quả tuy sẽ giảm đi nhưng ít nhất cũng mạnh hơn những mỹ phẩm khác. Tuy một buổi tối không đạt hiệu quả thấy rõ, nhưng nếu là một tháng thì làn da sẽ tốt hơn rất nhiều. Hạ Thiên cứ như vậy đưa cách điều chế cho Diệp Mộng Oánh, hơn nữa cũng chẳng có điều kiện gì, điều này làm cho Chu Cầm ở bên cạnh cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ cách điều chế kia là giả? Rất rõ ràng, nếu cách điều phối kia là thật, như vậy giá trị của nó rất khó đánh giá, ai có thể hào phóng đưa một cách điều phối giá trị bạc tỷ cho người khác? Có phải như vậy không đấy? An Khả Khả trực tiếp đặt nghi vấn. Một phương pháp điều phối nếu được sử dụng thì ít nhất cũng có giá vài chục triệu, cứ tặng người như vậy sao? Tôi thấy có hơn phân nửa là giả. Đầu óc có vấn đề à? Hạ Thiên trừng mắt nhìn An Khả Khả. Vài chục triệu thì đáng giá sao? Chỉ cần vợ tôi thích, tôi sẽ tặng cho 100 cách điều chế. Diệp tiểu thư không phải là vợ anh. An Khả Khả bĩu môi, nàng không tin. Tôi là vợ cậu ấy. Diệp Mộng Oánh nói một câu đón lời. An Khả Khả lập tức không còn gì để nói mà Chu Cầm thì giật mình, hèn gì Hạ Thiên có thể tùy tiện đưa một cách điều chế mỹ phẩm trị giá vài chục triệu cho Diệp Mộng Oánh, thì ra không phải là tặng, phải nói là đưa cho người của mình. Vì vậy mà nàng cũng sinh ra niềm tin với cách điều phối của Hạ Thiên. An tiểu thư, chắc cô cũng đã nghe rõ những lời Hạ Thiên vừa nói, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cô, nếu cách điều phối này thật sự hiệu quả, cô có tình nguyện phối hợp tuyên truyền với chúng tôi không? Diệp Mộng Oánh dùng giọng khách khí nói, nàng hiểu, dù cách điều chế hữu hiệu thì cũng cần An Khả Khả phối hợp. Hơn nữa những lời Hạ Thiên nói ra, An Khả Khả cũng nghe thấy, nếu nàng không chịu phối hợp thì sự việc cũng phiền toái. Dù Diệp Mộng Oánh tin An Khả Khả không ra ngoài nói lung tung, nhưng nếu để An Khả Khả ngồi cùng thuyền thì vẫn tốt hơn. Chỉ cần chữa tốt gương mặt cho tôi, tất nhiên tôi sẽ phối hợp với các người. An Khả Khả chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất. Diệp tiểu thư, nếu An Khả Khả chịu phối hợp, như vậy chúng ta nên ký một bản hợp đồng, tôi nghĩ An Khả Khả cũng nhất định phải tìm được một khoản thù lao, cô xem có phải vậy không? Trần Di cũng vì An Khả Khả mà tranh thủ chút lợi. Nàng là người đại diện của An Khả Khả, nếu An Khả Khả kiếm được tiền thì nàng cũng có phần. Không có vấn đề. Diệp Mộng Oánh không chút do dự. Chúng ta có thể ký hợp đồng, nhưng 3 năm trước đó phải cải thành 5 năm, giá cả cũng tăng lên gấp đôi. Trần tiểu thư, cô thấy thế nào? Trần Di chợt ngẩn ngơ, Diệp tiểu thư này đúng là quyết đoán. Trước kia công ty mỹ phẩm Mộng Vân nằm dưới sự chỉ đạo của Diệp Mộng Vân thì chỉ chịu chi món 5 1 triệu và thời hạn là 3 năm. Điều này đã làm cho Trần Di cảm thấy đối phương khá thoải mái và hào phóng. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh mở miệng đã tăng giá lên gấp đôi, hơn nữa thời gian hợp đồng lại là 5 năm, tổng giá trị sẽ là 10 triệu, có thể nói là hợp đồng lớn. Diệp tiểu thư, cô đã đưa ra điều kiện như vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để nói. Trần Di mở miệng. Diệp tiểu thư đã sảng khoái như vậy, tôi cũng sẽ sảng khoái, chỉ cần mỹ phẩm thật sự hiệu quả như những gì Hạ Tiên Sinh đã nói. Tôi nhất định sẽ phối hợp với An tiểu thư. Diệp Mộng Oánh gật đầu. Tốt lắm, thế này đi, Trần tiểu thư, trước tiên cô cùng trợ lý của tôi thương lượng điều khoản cụ thể của hợp đồng, tôi cần phải đến phòng thí nghiệm. Tốt, Diệp tiểu thư, cô cứ đi. Tâm tình của Trần Di lúc này rất tốt, An Khả Khả được điều trị tốt thì nàng sẽ không mất đi công tác, hơn nữa còn có hợp đồng lớn, như vậy cũng làm nàng kiếm được một món hời. Hạ Thiên, nếu cậu có chuyện gì thì cứ đi làm. Đợi đến khi tôi tạo ra sản phẩm theo cách điều phối của cậu, tôi sẽ điện thoại cho cậu. Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói. Hạ Thiên gật đầu, hắn quả thật còn có việc, hắn đã lâu không được gặp chị Vân Mạn và cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ các nàng nhất định rất muốn được gặp hắn, sợ rằng còn nhuốm bệnh tương tư, sao hắn không đến chữa bệnh cho các nàng được. Mặt của tôi sẽ không chuyển biến xấu đấy chứ. An Khả Khả dùng giọng lo lắng hỏi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Yên tâm đi, cô đã rất xấu, không thể nào xấu hơn được nữa. Anh! An Khả Khả lập tức hôn mê, người này đúng là, có thể nói như vậy sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đi trước. Hạ Thiên chọc tức An Khả Khả đến mức muốn nhảy lầu, sau đó hắn lập tức bỏ đi. Hạ Thiên rời khỏi tòa nhà Hải Giang thì điện thoại cho Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, là cậu sao? Cậu đang ở đâu? Tôi đã tìm cậu vài ngày rồi. Điện thoại vừa được nối thông thì bên kia đã vang lên giọng nói của Liễu Vân Mạn. Tôi ở tòa nhà Hải Giang, tôi đang chuẩn bị đi tìm chị Vân Mạn, chị đang ở đâu?
Hạ Thiên cảm thấy rất vui, chị Vân Mạn thật sự muốn tìm hắn, giống như đã gần phát điên lên rồi. Tôi đang ở bệnh viện, Tiểu Cương bị người ta đánh bị thương rất nặng, bây giờ còn đang hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào mới tỉnh, cậu có thể đến xem không? Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý, thầm nghĩ thế giới này đúng là rối loạn, hắn chỉ mới ngủ vài ngày mà kết quả là công ty của Diệp Mộng Oánh sinh chuyện, em trai của Liễu Vân Mạn cũng xảy ra chuyện, ai cũng chờ hắn cứu vớt. Chương 215, động đến một cọng tóc của ông. Liễu Cương bây giờ đang nằm ở bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải. Ba ngày trước Liễu Cương bị phục kích, bị chặt đứt một tay, hai chân cũng gãy xương, nhưng đối với hắn thì đây không phải tổn thương quá nghiêm trọng, vết thương nghiêm trọng nhất của hắn nằm ở não bộ, cũng vì não bị hư tổn nên đến lúc này vẫn chưa thể tỉnh lại. Chăm sóc Liễu Cương ở bệnh viện ngoài Liễu Linh còn có cả mẹ của hai người, đây là một người phụ nữ trung niên, tên là Đỗ Quyên. Liễu Linh đã phá thai. Sau khi trải qua vài ngày tĩnh dưỡng thì cơ bản đã phục hồi, dù sao thì nàng vẫn còn trẻ nên tốc độ hồi phục là rất nhanh. Đối với Liễu gia thì gần đây tình hình khá rối loạn, đáng lý ra bệnh di truyền có thể chữa trị được là chuyện tốt với Liễu gia, nhưng sau này tai họa liên tiếp đổ xuống. Đầu tiên là Liễu Kỳ gặp chuyện không may, sau đó là Liễu Linh và bây giờ là Liễu Cương. Dựa theo xu thế này, cũng không biết còn người nào ở Liễu gia sẽ phải gặp họa. Đối với Đỗ Quyên thì khoảng thời gian này như một cơn ác mộng, chồng hôn mê, con trai cũng hôn mê, ngày hôm qua bà còn vô tình biết chuyện con gái mang bầu và vừa mới phá bỏ, khi đó thiếu chút nữa bà đã ngất đi. Nếu không phải Liễu Vân Mạn ở bên cạnh ngăn cản thì Đỗ Quyên đã dùng bình nước sôi đập lên người Liễu Linh. Đối với Liễu Kỳ thì có 5 vợ 10 con, đối với Đỗ Quyên thì chỉ có một chồng và hai con. Một nhà 4 miệng ăn nhưng hôm nay đã có bà xảy ra chuyện, cũng chỉ còn lại một mình bà chống đỡ. Tâm tình hỏng bét thế nào hoàn toàn có thể thấy được. Khi thấy Liễu Vân Mạn đến thì Đỗ Quyên với vẻ mặt khó coi cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bà bắt chuyện với Liễu Vân Mạn. Tiểu Mạn, cháu đã đến rồi. Đỗ Tam Thẩm, dì đừng lo lắng, cháu vừa mới liên lạc được với Hạ Thiên, cậu ấy sẽ đến ngay, Tiểu Cương sẽ khá hơn. Liễu Vân Mạn an ủi Đỗ Quyên. Thật vậy sao? Đỗ Quyên không nói gì nhưng Liễu Linh ở bên cạnh lại mừng rỡ. Chị lớn. Chị thật sự tìm được anh rể lớn rồi sao? Vậy thì quá tốt, anh rể lớn đến đây thì anh hai sẽ không sao, đám người đánh anh bị thương cũng đừng hòng thoát được. Chỉ cần Tiểu Cương không sao là tốt, còn ai đánh nó bị thương, nếu cảnh sát không tìm ra thì coi như bỏ đi. Đỗ Quyên biết được đứa con có thể tỉnh lại thì tâm tình cũng tốt hơn một chút. Nhất định là Dương Phi tìm người trả thù. Liễu Linh nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kia rõ ràng quá đáng. Dám đánh đại ca đến nông nổi này. Còn không phải cô gây chuyện sao? Đỗ Quyên trợn mắt nhìn Liễu Linh. Liễu Linh không khỏi cúi đầu xuống, nàng không nói thêm lời nào. Liễu Vân Mạn vội vàng khuyên nhủ. Đỗ Tam Thẩm, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Tiểu Linh còn nhỏ, làm sai một chuyện cũng không nên trách móc nặng lời, chỉ cần sau này em nó không tái phạm là được. Tiểu Mạn, nếu chúng nó hiểu chuyện như cháu thì tốt biết bao. Đỗ Quyên lộ ra nụ cười khổ. Sau này sợ rằng chúng nó còn cần cháu quan tâm nhiều hơn. Cháu là chị lớn, quan tâm đến em là đương nhiên. Liễu Vân Mạn gật đầu, đám em họ này thật sự không thể để cho người khác bớt lo. Thật ra tất cả nguyên nhân cũng có phần của Tam Thúc, vì Tam Thúc của nàng suốt ngày không quan tâm đến con cái, chỉ biết lợi dụng thời gian còn sống để hưởng thụ lạc thú, cũng vì vậy mà Liễu Linh mới 17 tuổi cũng tìm nam sinh hưởng lạc thú và có thai. Liễu Linh đột nhiên dùng giọng phẫn nộ nói. Các người còn đến đây làm gì? Ngoài cửa chính là Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi, còn có tiểu kiều xinh đẹp viên mẫn của Dương Hưng Nghiệp. Liễu Linh, nghe nói Liễu Cương bị người ta đánh, là bạn bè, tất nhiên Hải đến thăm, chẳng lẽ không được sao? Dương Phi híp mắt cười nói. Thúi lắm, anh của tôi là bạn anh khi nào? Liễu Linh nổi giận mắng. Anh cút ra ngoài cho tôi, nơi đây không chào đón các ngựa oi. Cô gái, nói chuyện không cần quát tháo như vậy, đôi khi nói sai một câu cũng sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Dương Hưng Nghiệp dùng ánh mắt ngoài cười trong không cười nhìn Liễu Linh. Cô bé cũng khá xinh, còn có bác sĩ Liễu xinh đẹp này nữa, nghe nói những năm gần đây đám yêu dâu xanh đầy đường, các người đi đường phải để ý một chút, nếu không sẽ bị đàn ông kéo vào xe, có chuyện gì xảy ra khỏi cần tôi thông báo. Dương Tiên Sinh, ông đang uy hiếp chúng tôi sao? Trong giọng nói của Liễu Vân Mạn ẩn giấu sự tức giận. Liễu Linh cũng cực kỳ tức tối. Họ Dương,
các người không phải có vài đồng dơ bẩn sao? Các người có thể bỏ tiền tìm người hại anh tôi, ô ti cũng có thể bỏ tiền, chúng tôi cũng không thiếu tiền. Cô gái, tôi biết rõ Liễu gia của các người có một nhà máy chế biến dược phẩm, nhưng tôi có quan hệ rất tốt với cục trưởng Viêm cục dược phẩm thành phố, có muốn tôi điện thoại để anh ấy quan tâm đến nhà máy không? Dương Hưng Nghiệp vẫn dùng giọng ngoài cười trong không nói. Bác sĩ Liễu, tôi có quan hệ rất tốt với cục trưởng Trịnh cục y tế, có cần tôi nói anh ấy quan tâm đến cô một chút, nếu có ngày giấy chứng nhận hành nghề y của cô có vấn đề thì sẽ giúp được vài phần. Lúc này người mở miệng lại là Viên Mẫn. Khoảnh khắc này Liễu Vân Mạn chợt sinh ra xúc động muốn đánh cho đôi cẩu nam nữ trước mặt một trận, đây không phải đang uy hiếp nàng sao? Các người rốt cuộc muốn gì? Liễu Vân Mạn dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Bác sĩ Liễu, cô đã hỏi thì chúng tôi cũng nói, con tôi bị một người nào đó trong số các người ra tay đánh lén, tôi tin đó là thằng khốn đã từng ra tay với chúng tôi ở trong khách sạn lần trước. Chỉ cần các người giao hắn ra, các người sẽ bình an vô sự, nếu không đi đêm đừng chọn đường vắng. Dương Hưng Nghiệp lạnh lùng nói. Tôi biết thằng khốn kia tên là Hạ Thiên, tôi hy vọng hôm nay có thể thấy mặt nó. Trên mặt Liễu Vân Mạn chợt có một biểu cảm kỳ quái. Các người quay đầu lại thì có thể nhìn thấy cậu ấy. Đúng lúc này Dương Hưng Nghiệp cũng nghe thấy một âm thanh truyền đến từ sau lưng. Đám ngu ngốc này muốn tìm tôi sao? Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi xoay người, ngay sau đó đã nhìn thấy Hạ Thiên đang cười hì hì đứng ngoài cửa. Họ Hạ, ông còn tưởng mày chui vào háng con nào chưa dám thò đầu ra. Dương Phi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Con bà mày đã làm gì tao? Chị Vân Mạn, hai thằng ngu này vừa uy hiếp chị sao? Tôi nghe nói bọn họ nói chị đi đêm đừng chọn đường vắng phải không? Hạ Thiên không để ý đến Dương Phi, hắn quay sang hỏi Liễu Vân Mạn. Anh rể, hai tên khốn này không những tìm người đánh anh của em, hơn nữa vừa rồi còn uy hiếp sẽ tìm một đám đàn ông đến làm nhục em và chị lớn. Liễu Linh tức giận tố cáo. Phải không? Hạ Thiên nhìn Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi. Nếu hai thằng ngu này đã dám nói lung tung, như vậy cứ để chúng sau này khỏi mở mồm, có vé vào câu lạc bộ người câm. Mày thử động vào tao xem. Dương Hưng Nghiệp dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày dám động vào một sợi tóc thì tao cho mày ngồi tù mọt gông. Tôi cũng muốn động đến một sợi tóc của ông xem thế nào. Hạ Thiên vung tay. Dương Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy đầu hơi nhói lên, sau đó trên tay Hạ Thiên đã có một sợi tóc. Hạ Thiên dùng hai ngón tay giữ tóc, hắn lắc lư trước mặt Dương Hưng Nghiệp. Này, thằng ngu, tao mới lấy một sợi tóc, làm gì được tao? Mày đúng là muốn chết. Dương Hưng Nghiệp lấy điện thoại ra. Mày chờ đó cho tao. Hạ Thiên ngáp một cái. Lại điện thoại giúp đỡ, đúng là không có chút sáng ý, tôi rất bận, cũng không có thời gian. Hạ Thiên vung tay lên, tóc trong tay hắn đột nhiên phóng về phía Dương Hưng Nghiệp như một câu châm. Trả lại tóc cho ông. Dương Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội, ngay sau đó đất trời xoay chuyển, lão ngã ngửa xuống đất. Có chuyện gì? Dương Phi chấn động, hắn vội vàng giữ chặt lấy Dương Hưng Nghiệp. Giám đốc Dương, giám đốc Dương. Viên Mẫn cũng la lớn. Không tốt, mau gọi bác sĩ, giám đốc Dương hôn mê rồi. Viên Mẫn chạy ra khỏi phòng rồi hô lớn. Bác sĩ, có ai không, chỗ này có người hôn mê. Vài vị bác sĩ chạy đến dùng xe đẩy Dương Hưng Nghiệp đi cấp cứu, Hạ Thiên nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của Dương Phi và Viên Mẫn mà ngáp một cái. Trúng gió độc, dù cứu kịp hay không thì nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm liệt giường. Con mẹ nó, mày chờ đó cho tao. Dương Phi đang giúp đẩy xe nghe được câu nói của Hạ Thiên, hắn quay lại dùng giọng tức giận mắng một câu. Dương Phi vừa dứt lời thì hai chân mềm nhũn rồi bổ nhào xuống, mà xe đẩy cũng đè lên người hắn, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi trực tiếp hôn mê. Bác sĩ, không tốt, trong đây lại có một người hôn mê. Viên Mẫn vội vàng kêu lớn, nàng vừa nói xong cũng u mê và ngã xuống. Đám bác sĩ và y tá kia không biết nói gì hơn, đây là chuyện gì, hôm nay là ngày gì, sao có ba người hôn mê một lượt thế này. Hạ Thiên thì phủi tay. Xong. Kết thúc công việc. Anh rể, anh thật lợi hại. Liễu Linh nhìn về phía Hạ Thiên, trong ánh mắt có hương vị sùng bái. Anh vẫn luôn lợi hại như vậy. Hạ Thiên tuyệt đối không khiêm tốn. Hạ Thiên, xem tình hình của Tiểu Cương trước đã. Liễu Vân Mạn ở bên cạnh mở miệng nói. Hạ Thiên đi đến bên cạnh giường bệnh, hắn dùng hai ngón tay ép lên cổ tay Liễu Cương, một luồng băng hỏa linh khí truyền vào cơ thể đối phương,
ngay sau đó hắn đã biết rõ tình hình. Hạ thần y, tình huống của Tiểu Cương thế nào? Đỗ Quyên không nhịn được phải hỏi. Khá tốt, không tính là nghiêm trọng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Như thế này còn chưa tính là nghiêm trọng sao? Đỗ Quyên nhìn con trai đã bị đánh thành bánh bao mà không biết nên nói gì cho phải. Dù bị thương nặng hơn cũng chỉ mất của tôi nửa giờ mà thôi. Hạ Thiên bổ sung thêm một câu, sau đó hắn lấy ngân đâm liên tục đâm lên người Tiểu Cương. Hạ Thiên dùng ngân châm dâm dẫn băng hỏa linh khí kích thích nhưng bộ vị gãy xương của Liễu Cương, đẩy mạnh tốc độ khôi phục. Con người vốn có năng lực tự chữa lành, hắn chỉ đề cao khả năng này lên mà thôi. Người khác bị ảnh hưởng gân cốt phải mất 100 ngày, hắn chỉ cần đẩy mạnh năng lực tự chữa trị, vì vậy căn bản chỉ cần một ngày, thậm chí là một giờ. Sau khi bề bộn xong tất cả thì Hạ Thiên mới thu ngân châm đâm lên đầu Liễu Cương, ngay sau đó hắn cứ giữ vững tư thế như vậy mà không nhúc nhích. Chương 216. 10 phút sau Hạ Thiên mới rút ngân châm ra, hắn thở ra một hơi. Không có việc gì, ngày mai sẽ tốt, bây giờ xuất viện cũng không có vấn đề gì. Nhanh như vậy sao? Đỗ Quyên chợt thốt lên. Hạ Thiên có chút mất hứng. Như vậy còn nhanh sao? Đã hơn nửa giờ rồi. Hạ thần y, không phải như vậy, ý của tôi là Tiểu Cương có thể khỏi nhanh vậy sao? Đỗ Quyên vội vàng giải thích. Hạ Thiên dứt khoát không trả lời, nhưng lúc này đã có người trả lời thay hắn, một giọng nói có chút suy yếu chợt vang lên. Tôi đang ở bệnh viện sao? Tiểu Linh, chị lớn, còn có anh rể, mọi người đều ở đây cả sao? Tiểu Cương, con tỉnh rồi à? Đỗ Quyên chợt mừng rỡ, nước mắt không khỏi tràn ra. Anh, không có gì là tốt rồi, làm em lo đến mức phát sốt. Hai mắt Liễu Linh cũng đỏ hồng, sự việc do nàng gây ra. Nếu Liễu Cương thật sự có chuyện không may thì cả đời này nàng khó thể an tĩnh. Tiểu Linh, anh làm sao thế này? Anh chỉ nhớ ngày đó đi trên đường đột nhiên bị người ta đánh mạnh vào gáy, sau đó ngất xỉu. Liễu Cương đột nhiên thấy tay và chân của mình đều có thạch cao trắng muốt, vì vậy mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Tay chân của tôi bị sao thế này? Tiểu Cương, không có gì, em hôn mê 3 ngày rồi, bây giờ em vừa được Hạ Thiên cứu tỉnh. Liễu Vân Mạn vội vàng an ủi Liễu Cương. Đúng vậy, anh rể rất lợi hại, anh ấy nói ngày mai anh sẽ tốt, anh đừng lo lắng. Liễu Linh cũng tranh thủ thời gian an ủi Liễu Cương. Liễu Cương có chút nghi ngờ, hắn nhìn Hạ Thiên. Anh rể, em thật sự không sao đấy chứ. Nói nhảm, anh đã nói sẽ không sao, tất nhiên là không có gì. Hạ Thiên tức giận nói. Tuy Hạ Thiên giống như có chút mất hứng nhưng lời nói của hắn làm cho Liễu Cương phải thở phào một hơi, hắn rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên. Vì vậy mà lập tức yên lòng. Nếu anh rể nói không việc gì thì tốt rồi, nếu sau này tôi chỉ nằm liệt giường thì chết luôn cho rồi. Tiểu Cương, con nói gì vậy? Cái gì mà chết luôn cho rồi? Đỗ Quyên chợt nổi giận. Mẹ, con chỉ nói vậy mà thôi, có anh rể ở đây, sao con có thể nằm liệt giường được? Liễu Cương vội vàng giải thích. Đúng vậy, mẹ đừng lo lắng, đại ca chỉ nói đùa mà thôi. Liễu Linh cũng tranh thủ thời gian giải vây cho anh. Thôi được rồi, mẹ đi tìm bác sĩ làm thủ tục ngày mai xuất viện, mùi bệnh viện làm mẹ cảm thấy rất quái lạ, không thích ứng được. Đỗ Quyên nói một câu rồi rời khỏi phòng. Mà Liễu Vân Mạn bắt đầu hỏi thăm Liễu Cương vì sự việc bị đánh. Tiểu Cương, theo lời em thì căn bản không biết ai đánh mình sao? Đúng vậy, chị lớn, em căn bản không biết ai đã đánh lén. Liễu Cương nói với vẻ mặt đau khổ. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, bị người ta đánh vào đầu suýt chết mà căn bản không biết ai ra tay, đúng là quá ngột ngạt. Anh, thật ra cũng không cần kiểm tra, nhất định là Dương Phi làm. Liễu Linh rất tức giận. Em biết rõ cha hắn rất quen thuộc hắc đạo, có một lần em còn nhìn thấy cha hắn uống rượu với một người tên là Biu Ca, nghe đối phương nói, Biu Ca là đại ca quận Đông, rất lợi hại. Biu Ca sao? Hạ Thiên nghe thấy cái tên này thì lập tức nhớ đến thằng lùn hát bài, hai chú hổ. Có phải là một thằng vừa lùn vừa nhỏ không? Liễu Linh chợt sững sờ, nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, anh rể, anh biết hắn sao? Biết, thằng kia tên là Sở Bưu, nhưng anh không phải quen biết, chẳng qua đã từng đánh hắn một trận. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Sao? Liễu Linh chợt sững sờ, anh rể còn đánh cả Bưu Ca đứng đầu quận Đông sao? Hạ Thiên! Cậu nghĩ xem đám người kia sau này có còn tiếp tục ra tay với Liễu Cương nữa không? Liễu Vân Mạn dùng giọng lo lắng hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Trước tiên tôi tìm người hỏi tên Sở Bưu kia cái đã. Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Sở Giao, cấp bậc của Sở Bưu chưa đáng để chính hắn phải chào hỏi. Chồng, anh nhớ em không? Điện thoại vừa được nối máy thì giọng nói ỏn ẻn của Sở Giao đã vang lên, cũng không biết gần đây có phải nàng đã học qua khóa làm nũng hay không, nhưng lần này âm thanh nũng nịu cực kỳ tự nhiên. Không đợi Hạ Thiên trả lời, Sở Giao lập tức tranh công. Chồng, những ngày gặp đây em đang theo học khóa, yểu điệu thục nữ, anh nói em xem có ngoan không? À, cũng không tệ lắm, rất ngoan. Hạ Thiên khen ngợi Sở Giao, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Thật ra em cũng không cần làm thục nữ, chỉ cần không nói lời thô tục là được. Biết rồi, chồng. Giọng nói của Sở Giao có chút vui vẻ. Chồng, anh ở đâu đấy? Em đi tìm anh. Anh đang ở bệnh viện, trước tiên em hỏi Sở Bưu, có phải anh ta tập kích Liễu Cương hay không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Sở Giao có chút buồn bực. Chồng, Liễu Cương là ai? Là em trai của vợ anh. Hạ Thiên trả lời. Này, chồng, là em trai của Liễu Vân Mạn hay của Liễu Mộng? Sở Giao vội vàng hỏi. Hạ Thiên không khỏi có chút kỳ quái. Sao em biết chị Vân Mạn và chị Mộng? Chồng, em đã điều tra tám vợ của anh. Họ Liễu hình như chỉ có hai mà thôi. Sở Giao lập tức giở trò nịnh hót. Chồng, Liễu Mộng và cô của Liễu Vân Mạn, anh lại ăn sạch cả cô lẫn cháu, đúng là quá mạnh mẽ. Tất nhiên, anh rất mạnh. Hạ Thiên rất hài lòng về câu nói cuối cùng của Sở Giao. Liễu Cương là em họ của chị Vân Mạn, trước tiên em hỏi Sở Bưu, tìm người tập kích Liễu Cương cho anh, sau đó điện thoại cho anh. Biết rồi, chồng. Sở Giao nhanh chóng nói một câu. Sau đó nói ngay. Nhưng, chồng này, em giúp anh làm việc, anh có ban thưởng cho em không? Không ban thưởng, em là vợ anh, làm việc cho anh là đương nhiên. Hạ Thiên lập tức từ chối. Vậy thì được, chồng à, em tắt máy đây. Sở Giao nói bằng giọng năn nỉ, nàng chẳng qua chỉ muốn từ vợ số 9 xuống vợ số 8 mà thôi, sao chồng lại chẳng cho chút cơ hội nào vậy? Hạ Thiên vừa cúp điện thoại thì một bác sĩ đã đi theo Đỗ Quyên vào phòng bệnh. Hồ đồ, đúng là quá hồ đồ, ai nói Liễu Cương có thể xuất viện. Bác sĩ đi vào phòng bệnh rồi quát lớn. Tôi nói. Hạ Thiên nói ngay. Anh cho rằng anh là bác sĩ sao anh? Vị bác sĩ nào quay đầu nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó vẻ mặt biến đổi như gặp quỷ. Anh, cậu, là cậu sao? Vị bác sĩ này chính là giáo sư Trần trước đó có ý với Tôn Hinh Hinh, rõ ràng người này không những là giáo sư của Đại học Giang Hải, hơn nữa còn là bác sĩ ở đây. Giáo sư Trần ngây người vài giây, ngay sau đó đột nhiên có phản ứng, hắn xoay người chạy ra. Nhanh, làm thủ tục cho Liễu Cương nhanh. Đỗ Quyên ngây người, bà lại đi theo. Hạ Thiên, cậu biết giáo sư Trần sao? Sao anh ấy sợ cậu như vậy? Liễu Vân Mạn dùng giọng kỳ quái hỏi. Quen, cũng không phải có quan hệ, người này dám có ý với chị Hinh, bị tôi đánh cho một trận. Hạ Thiên vẫn rất hời hợt. Liễu Linh và Liễu Cương đưa mắt nhìn nhau. Sao người nào cũng bị anh dễ đánh hết vậy? Bưu ca kia cũng bị ăn đòn, vị bác sĩ vừa rồi cũng lên dĩa, chẳng lẽ anh dễ suốt ngày chỉ biết đánh nhau? Thủ tục xuất viện lần này làm rất nhanh, Liễu Linh và Đỗ Quyên nhanh chóng đưa Liễu Cương rời khỏi bệnh viện, mà Liễu Vân Mạn vì còn phải làm việc nên không thể đi theo. Hạ Thiên vốn định ở lại bệnh viện với Liễu Vân Mạn, thuận tiện chữa lành bệnh cho nàng. Nhưng lúc này Liễu Vân Mạn lại nhận được thông báo họp mặt phổ biến phương án trị liệu. Vì vậy Hạ Thiên đành phải rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên hắn cũng không đi đâu xa mà trực tiếp đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Ủa, Hạ Thiên, anh còn sống sao? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Phương Hiểu như chợt kinh ngạc. Tôi tưởng anh toi rồi. Cô mới toi. Hạ Thiên rất mất hứng, người này nói thế nào vậy? Nếu hắn chết thì thần tiên tỷ tỷ phải làm sao? Chị Hinh phải làm sao? Còn có cả cảnh sát tỷ tỷ, làm sao đây? Người này dám chủ hắn chết. Đúng là không có chút đạo đức. Không chết thì cũng là loại người bội tình bạc nghĩa, đã bao nhiêu ngày rồi mà chưa chị đến tìm chị Hinh. Phương Hiểu như bĩu môi, nàng ra vẻ rất bất công cho Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên mặc kệ Phương Hiểu như, nếu không có Tôn Hinh Hinh ở đây thì hắn sẽ đi. Hạ Thiên đi ra cửa hàng Hoa Hinh Hinh, hắn lấy điện thoại gọi cho Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, vợ yêu, nhớ anh không? Tìm tôi có chuyện gì? Lần này Lãnh Băng Băng lại không tắt điện thoại ngay lập tức nhưng giọng nói có chút lạnh nhạt. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đã lâu không được gặp chị, vì vậy rất nhớ chị, hay chúng ta cùng dùng cơm trưa nhé?
Hạ Thiên nói. Được rồi, cậu đến nhà hàng Tình Duyên trên đường Trung Sơn, tôi ở đó chờ cậu. Lần này Lãnh Băng Băng đáp ứng rất sảng khoái. Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên có chút hưng phấn, dù sao cảnh sát tỷ tỷ cũng đã đồng ý làm vợ hắn, thái độ đã khác với trước kia. Tình Duyên chẳng qua là một nhà hàng nhỏ, Hạ Thiên vừa vào cửa đã thấy Lãnh Băng Băng ngồi bên cạnh cửa sổ, điều làm hắn kinh ngạc chính là hôm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát. Lãnh Băng Băng mặc một chiếc áo sơ mi xanh và một chiếc quần jean màu xanh đen, vẫn xinh đẹp gợi cảm, tuy không mặc đồng phục cảnh sát nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị hình như lại sinh ra. Hạ Thiên ngồi xuống đối diện Lãnh Băng Băng, hắn cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu có thể thay đổi cách xưng hô được không? Cái gì mà vợ cảnh sát tỷ tỷ, không thấy rất khó nghe sao? Tôi cảm thấy rất dễ nghe. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hừ, cậu thích gọi sao cũng được. Lãnh Băng Băng quyết định không dây dưa với Hạ Thiên ở vấn đề này, khi vừa rút lời thì di chuyển chủ đề. Những ngày qua cậu làm gì? Cũng không làm gì, tôi ngủ một giấc mất 10 ngày. Hạ Thiên nói thật. Chương 217. Tiên sinh, tiểu thư, hai vị muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ cầm menu đến nói. Một phần thịt kho tôm, một phần bò tái, một phần cá hấp, thêm một dĩa cải xào, một phần canh hạt sen, trước tiên cứ như vậy. Lãnh Băng Băng nhanh chóng gọi vài món, nàng cũng không trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì, vì hắn cảm thấy mình không có yêu cầu cao với ăn uống. Được rồi, hai vị chờ chút. Nhân viên phục vụ ghi rõ món ăn, sau đó xoay người bỏ đi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chiều nay chị có rảnh không? Hạ Thiên hỏi. Đi làm. Lãnh Băng Băng tức giận trả lời, lưu manh này chỉ biết hỏi ngớ ngẩn, ngồi cùng nhau đúng là không có tiếng nói chung. Tôi đi làm với chị nhé. Hạ Thiên thấy chiều nay mình không có gì làm, vì vậy muốn đến cục cảnh sát với vợ. Không được. Lãnh Băng Băng lập tức từ chối, đùa à, người này đi theo sau lưng thì còn làm ăn gì. Hạ Thiên đang định tranh thủ quyền lợi theo vợ, đột nhiên lời đối thoại của hai người cách đó không xa thu hút sự chú ý của hắn. Nhiếp ca, ngực to quá, bóp vào sướng chết. Đúng vậy, chân rất dài, đè lên nhất định rất thoải mái. Nếu thật sự kéo em nó lên giường một ngày, dù sống ít đi hai ngày cũng tình nguyện. Cậu đúng là không có thành ý, anh muốn ngủ với em nó, sống thiếu 2 năm còn được nữa là. Nhiếp ca, không bằng chúng ta đánh cuộc, xem ai có thể cướp được con hàng kia. Chơi luôn, ai thua bỏ tiền thuê phòng. Ok, ai đi đầu. Cùng hành động. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía bên này, mà Hạ Thiên cũng biết hai tên khốn kia có ý nghĩ kéo vợ mình lên giường, vì thế hắn lập tức nổi giận. Hai người kia còn chưa đi đến thì Hạ Thiên đã nhảy dựng lên, hắn phóng đến trước mặt bọn họ, bàn tay vung lên loang loáng, những tiếng bốp bốp vang lên liên tục. Hai người này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Thiên vỗ hơn chục bạt tai, hai gò má sưng như má heo. Cuối cùng Hạ Thiên nhấc chân cho mỗi tên một đạp, hai người này rên lên thảm thiết rồi ngã xuống. Biến cố bất ngờ này là cho tất cả mọi người trong nhà hàng sợ ngây người, đám người nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ người này là ai, không nói lời nào mà đánh người khác một trận, hơn nữa còn ra tay khá nặng. Mà hai tên kia đã bị đánh cho mơ hồ, khoảnh khắc này không ai kịp phản ứng. Lãnh Băng Băng cũng rất tức tối, mình vất vả lắm mới bình ổn tâm tư đi dùng cơm với lưu manh, không ngờ đối phương lại đánh người, sau này không bao giờ đi dùng cơm với tên khốn này nữa. Mày điên rồi à, ông làm gì mày? Một tên đầu heo kịp phản ứng, hắn bỏ lên quát Hạ Thiên. Nhiếp ca, đánh chết mẹ nó đi. Tên đầu heo thứ hai cũng bỏ lên. Hạ Thiên lại tung một đá, tên đầu heo đầu tiên ngã đập đầu xuống đất, đồng thời nói với tên đầu heo thứ hai. Hai đứa chúng mày dám nói những lời ô uế với vợ tao, đừng tưởng rằng tao không nghe thấy được, còn nói không chọc tao sao. Ông chỉ nói vài câu thôi, có quái gì đâu. Tên đầu heo thứ hai cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tử, bây giờ tao nói cho mày biết, mày dẫn đến đại họa rồi, tao là cảnh sát, còn bà nó mày dám đánh cảnh sát à? Hiểu chưa? Hạ Thiên lại vung chân cho tên đầu heo thứ hai một đá. Đánh lén cảnh sát thì sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên tao đánh cảnh sát, tao đánh quen tay rồi. Hạ Thiên nói ra lời này làm đám người trong nhà hàng trợn mắt há mồm, đúng là trâu bò, người này đánh cảnh sát đã quen tay, dù là cục cảnh sát cũng không có tên nào trâu như vậy. Hai người vừa nói gì? Lãnh Băng Băng lúc này cũng tức giận đi đến,
nàng lanh lùng quát. Lúc này nàng đã hiểu vì sao Hạ Thiên phải đánh người, nhất định hai tên này nói lời khó nghe, lỗ tai của Hạ Thiên rất lợi hại, điều này nàng biết rõ. Tuy nói người này thích đánh nhau nhưng trong nhà hàng có nhiều người mà hắn chọn hai người này, chắc chắn có nguyên nhân. Ông nói mày ngực to, ông muốn sờ, ông muốn chơi, thế nào? Tên đầu heo đầu tiên lại bò lên dùng ánh mắt tức tối nhìn Lãnh Băng Băng. Chẳng phải có chút xinh đẹp sao? Ông cũng chỉ mới nói mà thôi, ông còn chưa chơi, có tin tối nay lên giường với ông không? Tên đầu heo thứ hai cũng bò lên, miệng lưỡi rất thô tục. Á! Á! Hai người chợt phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai tên đều dùng hai tay ôm lấy hạ bộ, cả hai đau đến mức khom lưng khốn khổ. Những vị khách trong nhà ăn dùng ánh mắt khác thường nhìn Lãnh Băng Băng, cô nàng kia xinh đẹp mê người nhưng cặp chân dài còn mạnh hơn cả người mẫu, chân dài còn đi giày da cao gót, nàng giẫm mạnh xuống bộ hạ của hai tên kia. Khốn khổ đời người, không biết sau này hai tên kia còn có thể là đàn ông được nữa không? Nhiếp ca, con này ra tay quá hung ác. Tên đầu heo đầu tiên đau đến mức dậm chân. Hai đứa chúng mày quỳ xuống cho ông. Tên đầu heo thứ hai hình như bị thương nhẹ hơn, hắn đột nhiên móc súng chĩa vào người Lãnh Băng Băng rồi ném đến một bộ còng. Tự mình còng vào. Buông súng. Lãnh Băng Băng cũng sờ xuống bao súng bên hông, nàng quát lên rất lạnh. Quỳ xuống cho ông, nếu không ông nổ súng. Tên đầu heo thứ hai vẫn quát lên nghiêm nghị. Đùng. Tiếng súng vang lên. Tên đầu heo thứ hai thét lên một tiếng thảm thiết, tay phải đầm đìa máu tươi, súng đã sớm rơi xuống đất. Lúc này trên tay Lãnh Băng Băng đã có một khẩu súng, họng súng còn ngút khói. Bắt hắn lại, sau đó tự còng chính mình. Lãnh Băng Băng ném còng cho tên đầu heo thứ nhất, họng súng cũng chĩa về phía đối phương, giọng nói nghiêm nghị. Điều này, à, nữ cảnh sát, chúng ta là người cùng một nhà, chúng ta cùng một nhà. Vẻ mặt tên đầu heo thứ nhất trở nên tái nhợt. Cút, ai cùng nhà với các người? Lãnh Băng Băng quát lên. Có các anh dùng súng, cho các anh ra ngoài bắt cướp nhưng không phải đi ra ức hiếp bá tánh. Tự còng tay lại, nếu không tôi bắn, tôi nói là làm. Tên đầu heo thứ nhất chợt choáng váng, hắn nhìn vào họng súng đen như mực mà ngoan ngoãn còng tên đầu heo thứ hai, sau đó tự còng mình. Loại sâu mọt trong cảnh sát. Lãnh Băng Băng thầm mắng một câu, sau đó nàng thu hồi súng đi về BFN ăn. Cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao? Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Điều này, tiểu thư cảnh sát, còn mang thức ăn lên không? Nhân viên phục vụ đi tới, nàng dùng giọng khiếp đảm hỏi. Nói nhảm, chúng tôi còn chưa dùng cơm, mau đưa lên. Hạ Thiên nói ngay. À, vâng, thức ăn đã tới rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng đi ngay, chưa đến vài phút thì thức ăn đã được đưa lên đầy đủ, mà khách trong nhà hàng cũng bỏ đi hơn phân nửa. Bọn họ không muốn dẫn đến phiền toái. Một nhóm cảnh sát tiến vào nhà hàng, dẫn đầu là một vị cảnh sát trung niên, đây là phó đội trưởng Đồng Giang độ cảnh sát hình sự quận Đông. Khi sự việc xảy ra thì nhà hàng sẽ báo cảnh sát, mà trụ sở cảnh sát hình sự quận Đông ở đây rất gần, ông chủ nhà hàng cũng biết Đồng Giang, hắn điện thoại trực tiếp cho Đồng Giang. Vì vậy mới vài phút mà Đồng Giang đã dẫn thủ hạ chạy đến đây. Nhiếp Đào, Hoàng Mặc, sao lại là hai anh? Đồng Giang nhìn thấy hai người bị còng thì không khỏi lắp bắp kinh hoàng. Hai người các anh ai nổ súng trước? Đội trưởng Đồng, hai chúng tôi không nổ súng, tôi bị trúng đạn. Tên đầu heo thứ hai là Nhiếp Đào, vẻ mặt hắn tái nhợt, vết thương trên tay còn chảy máu. Đội trưởng Đồng, người phụ nữ kia nổ súng, hình như cô ấy cũng là cảnh sát. Tên đầu heo thứ nhất là Hoàng Mặc, hắn cố gắng vung tay chỉ Lãnh Băng Băng. Đồng Giang theo cánh tay của Hoàng Mặc nhìn về phía Lãnh Băng Băng, ngay sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Bốp! Đồng Giang tung một tát, đám người trong nhà hàng chợt choáng váng, mà Hoàng Mặc bị tát cũng say sầm. Đội trưởng Đồng, sao anh đánh tôi? Hoàng Mặc nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Phế vật có mắt không tròng. Đồng Giang trừng mắt nhìn Hoàng Mặc, ngay sau đó hắn vội vàng đi về phía Lãnh Băng Băng, vẻ mặt hắn rất cung kính. Cục trưởng Lãnh! Chị đến đây ăn cơm với bạn sao? Đồng Giang, đây là ngày đầu tiên tôi đến phân cục công tác, hai thủ hạ của anh muốn đùa giỡn tôi. Nếu anh muốn hạ uy thế của tôi thì cứ nói thẳng ra, cục cảnh sát hình sự quận Đông đều là như vậy sao? Giọng nói của Lãnh Băng Băng cực kỳ lạnh lẽo. Hiểu lầm, cục trưởng Lãnh, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm, chị đến đây lãnh đạo đội cảnh sát hình sự chúng tôi, tất cả chúng tôi đều rất vui sướng, đây tuyệt đối là vinh hạnh hiếm có. Còn Nhiếp Đào và Hoàng Mặc,
bọn họ chỉ là những con sâu của đội cảnh sát hình sự, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, sẽ thanh trừ. Đồng Giang vừa giải thích vừa lau mồ hôi hột, trong lòng thầm mắng Nhiếp Đào và Hoàng Mặc. Hai người này suốt ngày khoác lác tán gái đẹp nhưng không biết người đẹp băng giá nổi tiếng thành phố Giang Hải, dám đùa giỡn với nàng, đúng là có mắt không tròng. Hy vọng là như vậy, nếu không tôi sẽ điều đến một nhóm người. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, ngay sau đó nàng phất tay. Đưa người ra ngoài, đừng quấy rầy tôi dùng cơm. Vâng, cục trưởng Lãnh. Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn vung tay. Đưa Nhiếp Đào vào bệnh viện, áp giải Hoàng Mặc về phân cục. Vài người lên tiếng rồi nhanh chóng xách hai người kia ra ngoài. Lúc này ánh mắt đám người trong nhà hàng nhìn Lãnh Băng Băng đã rất khác biệt, thì ra người phụ nữ này là cục trưởng phân cục cảnh sát, trẻ đẹp như vậy mà là cục trưởng, đúng là hiếm có. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị là cục trưởng khi nào vậy? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái. Bên ngoài nhà hàng, Nhiếp Đào hỏi một vấn đề như trước đó. Đội trưởng Đồng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con đàn bà kia là ai? Nhiếp Đào, cậu u mê rồi sao? Cậu nổi ý dâm thì có thể tìm bạn gái, không có bạn gái thì cũng có thể đi tìm, gái, dù không tìm được, gái, thì mắt cũng phải mở lớn ra. Trong thành phố Giang Hải này có mấy ai không biết người đẹp băng giá? Đồng Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu muốn tìm chết thì đi một mình, đừng kéo cả đội cảnh sát hình sự theo. Cậu có biết người đẹp băng giá bây giờ được điều đến phân cục của chúng ta không? Bây giờ cô ấy là phó cục trưởng được phân công quản lý phân cục. Cô ta là người đẹp băng giá nổi tiếng đó sao? Vẻ mặt Nhiếp Đào chợt biến đổi. Bây giờ là phó cục trưởng của chúng ta sao? Xong rồi, lúc này xong rồi. Vẻ mặt Hoàng Mặc cũng trắng bệch, thân thể đau đớn đã không còn quan trọng là sau này hắn không biết tương lai nằm ở đâu. Chương 218. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không làm cục trưởng ở cục công an thành phố? Sao lại chạy đến phân cục làm cục trưởng, hơn nữa chỉ là phó phòng. Hạ Thiên không hiểu vấn đề này. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không muốn giải thích cho hắn. Câu hỏi ngu ngốc như vậy cũng nói ra được, cho rằng làm cục trưởng cục công an thành phố thì dễ lắm sao. Xem ra mình phải đến phân cục quận Đông xem thế nào, miễn sau này không tìm được vợ. Hạ Thiên lầm bầm một câu. Ăn cơm đi. Lãnh Băng Băng không thể nhịn được nữa. Nàng chợt sinh ra một xúc động muốn tống cơm chặn miệng người này. Chuyện đã xảy ra vừa rồi hình như cũng không ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống của Lãnh Băng Băng, có lẽ đối với nàng thì những chuyện như vậy đã quá quen, những năm qua cánh đàn ông đùa giỡn nàng mà may mắn thoát chết chỉ có một mình Hạ Thiên. Tất nhiên sau đó sẽ không còn ai quấy rầy Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng dùng cơm, Hạ Thiên cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, điều này làm nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy hai người không nói lời nào nhưng bữa cơm trưa cũng có hương vị khác biệt. Mai là sinh nhật Thanh Thanh, chú Triệu mời tôi sang dùng cơm, cậu có đi không? Cơm nước xong, khi chuẩn bị tính tiền thì Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã nói như vậy thì tôi đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cũng không hứng thú đi ăn sinh nhật của Triệu Thanh Thanh, nhưng nếu cùng đi với Lãnh Băng Băng thì lại là một chuyện khác. Như vậy thì được, 6 giờ tối mai tôi đến đón cậu. Lãnh Băng Băng vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ. Tính tiền. Hạ Thiên cũng không cướp nhiệm vụ tính tiền, đối với hắn thì cảnh sát tỷ tỷ là vợ mình, là người một nhà, người trả thì ai trả tiền cũng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi tính tiền, hai người đứng dậy ra khỏi nhà hàng. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu. Cậu nhìn gì vậy? Lãnh Băng Băng có chút bất mãn, lưu manh chết tiệt lại tái phát bệnh cũ, vừa rồi dùng cơm vẫn còn tốt mà. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, hôm nay sao chị phải đeo giày cao gót? Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn cảm thấy có chút buồn bực, Lãnh Băng Băng mang giày cao gót thì lập tức có vẻ cao vời. Nàng vốn đã hơn 1m7, bây giờ đeo giày cao gót, không cao hơn sao được. Hạ Thiên đáng thương chỉ mới vừa tròn 1m7, hắn lập tức thấp hơn so với Lãnh Băng Băng. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác áp lực. Hắn sinh ra một xúc động muốn xô ngã Lãnh Băng Băng, như vậy hắn sẽ cao hơn nàng. Cậu quan tâm tôi đeo giày cao gót làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói, trong lòng lại có chút đắc ý, cuối cùng nàng cũng có đặc điểm hơn tên lưu manh này. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng, tâm tình cũng nhanh chóng tốt hơn. Hắn nhanh chóng phát hiện nàng đeo giày cao gót thì hai chân có vẻ dài hơn, nhìn càng đẹp mắt.
Còn nàng cao cũng không sao, đến khi lên giường, dù cảnh sát tỷ tỷ có cao đến đâu cũng phải nằm bên dưới. Cậu đang suy nghĩ xấu xa gì vậy? Lãnh Băng Băng đột nhiên phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên rất quái lạ, vì vậy nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi nào có suy nghĩ xấu xa, tôi nghĩ đến một chuyện rất quan trọng với hai chúng ta. Chuyện gì quan trọng với chúng ta? Lãnh Băng Băng cảm thấy có hơn phân nửa chẳng phải chuyện gì tốt, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang suy nghĩ, khi nào chúng ta chế tạo ra Hạ Lãnh? Hạ Lãnh sao? Đầu tiên Lãnh Băng Băng chợt sững sờ, sau đó gương mặt đỏ ửng lên, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lưu manh! Đây là một chuyện rất quan trọng, sao lại nói tôi lưu manh? Hạ Thiên cảm thấy mình có chút vô tội, tuy hắn là lưu manh, nhưng sự việc chính đáng kia nào có lưu manh. Tôi đến phân cục cảnh sát đây, cậu về trước đi, khi trời tối tôi sẽ điện thoại. Lãnh Băng Băng cũng không muốn tiếp tục liên hệ với Hạ Thiên, vì vậy nói xong là xoay người đi ngay. Hạ Thiên cũng muốn đuổi theo Lãnh Băng Băng nhưng đúng lúc này thì điện thoại lại vang lên, người điện thoại là Sở Giao. Chồng, Sở Bưu nói sẽ giải quyết chuyện này, không cần anh lo lắng. Sở Giao nũng nịu nói. À, thế này đi, tóm lại nếu sau này có người tiếp tục đến làm phiền Liễu Cương, anh sẽ tìm hắn tính sổ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Biết rồi, chồng. Sở Giao tiếp tục làm nũng. Chồng à, em ngoan thế này, anh có thể đi gặp ông em chưa? Anh đi gặp ông em làm gì? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Ông em muốn gặp anh. Sở Giao nũng nịu nói. À, ông ấy muốn gặp anh, tất nhiên ông ấy phải đến tìm anh, cũng đâu phải anh muốn tìm ông ấy. Hạ Thiên có lý luận của riêng mình, hắn muốn gặp cảnh sát tỷ tỷ đều phải tự chủ động. Vậy cũng được, tí nữa em sẽ nói với ông. Sở Giao có chút buồn bực, chồng này tính tình quá cao ngạo, nàng cũng không dám nói thật với ông. Xem ra nàng chỉ có thể tiếp tục lừa đảo ông nội, vẫn lấy cớ chồng đang rất bận. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại với Sở Giao thì điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, người gọi đến là Kiều Tiểu Kiều. Chồng, mau trở lại tòa nhà Kiều gia, nơi đây đã xảy ra chuyện. Giọng nói của Kiều Tiểu Kiều vang lên rất vội vàng. Anh sẽ về ngay. Hạ Thiên lập tức hóa thành một chiếc bóng chạy vội trên đường không chút do dự. Đợi đến khi Hạ Thiên đi vào tòa nhà Kiều gia thì phát hiện trong ngoài đều là đặc công, còn có cả xe cứu hỏa. Những vùng gần tòa nhà Kiều gia đã xác định địa phận cảnh giới, có một vài cảnh sát đang chỉ huy quần chúng sơ tán. Vợ! Hạ Thiên thấy Kiều Tiểu Kiều từ bên trong đi ra, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đang che chở cho nàng với vẻ mặt cảnh giác, Liễu Mộng cũng ở bên cạnh. Ngoài những người nà thì vẫn còn mười mấy vệ sĩ, Kiều Đông Hải cũng có mặt. Chồng! Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều trở nên vui vẻ, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu bại hoại, cậu về rồi à? Liễu Mộng ngáp một cái, giống như vẫn còn ngái ngủ. Hạ Thiên, xem ra cậu không thể rời khỏi tòa nhà này được, cậu vừa đi đã xảy ra chuyện. Kiều Đông Hải cười khổ nói với Hạ Thiên, trước đó 10 ngày thì tòa nhà này không có bất kỳ tình cảnh biến động nào, nhưng Hạ Thiên vừa rời khỏi vài giờ thì lập tức xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhanh chóng biết được sự việc thông qua Kiều Đông Hải. 15 phút trước tiểu thư ở quầy tiếp tân tòa nhà Kiều gia chợt nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Người đàn ông trong điện thoại nói đã gài bom trong tòa nhà, yêu cầu tập đoàn Kiều Thị phải lập tức đưa đến cho hắn 10 triệu. Nếu trước 5 giờ chiều mà chưa có tiền, như vậy bom sẽ nổ. Sau khi tiểu thư tiếp tân báo cáo sự việc cho Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Kiều lại báo cáo cho Kiều Đông Hải, sau đó điện thoại cho Hạ Thiên. Trước đó 10 phút thì đặc công và cảnh sát phòng cháy thành phố Giang Hải đã chạy đến đây, cảnh sát vừa lo sơ tán nhân viên trong cao ốc vừa tìm vị trí gài bom. Nhưng đến bây giờ còn chưa thấy có bom, thậm chí không thấy bất kỳ vật phẩm nào có nghi vấn. Dù sao tòa nhà này thường được bảo vệ rất chặt chẽ, nếu nói theo lý thì khó có tên nào mang bom vào đây được. Hạ Thiên, có chút kỳ quái, Tiểu Kiều cũng không báo cảnh sát, tôi cũng vừa hỏi những nhân viên khác trong tòa nhà, bọn họ cũng không báo cảnh sát. Lúc này cảnh sát nhận được tin tức quá nhanh, điểm này không bình thường. Kiều Đông Hải nhìn đám cảnh sát đang bận rộn, hắn dùng giọng khó hiểu nói. Có lẽ người ám ảnh đoàn cố ý làm như vậy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tiểu Kiều luôn ở bên trong, bọn họ không có cơ hội ra tay, vì vậy dùng phương pháp này ép Tiểu Kiều phải ra ngoài. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì lập tức cảm nhận được nguy hiểm ập tới, hắn lập tức nắm lấy vòng eo của Kiều Tiểu Kiều, tay kia lại ôm Liễu Mộng,
hắn lách người sang một bên rồi quát lớn. Chú ý, có súng bắn tỉa. Đùng. Một viên đạn bắn trúng mặt đất phát ra âm thanh khá lớn, khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng đã đưa Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng vào trong cao ốc. Động tác của Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng rất nhanh, hai nàng nhanh chóng đưa Kiều Đông Hải lui về khu vực an toàn. Tôi ghét nhất tay súng bắn tỉa. Hạ Thiên căm giận nói một câu. Bây giờ tôi phải đi xử lý hắn. Hạ Thiên buông Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng ra, hắn phóng ra khỏi tòa cao ốc như tên bắn, phương hướng chính là một tòa nhà cao tầng cách tòa nhà Kiều ra 500 mét. Hắn đã xác định tay súng bắn tỉa đang ở tòa nhà kia. Khoảng cách 500 mét đối với Hạ Thiên chẳng qua chỉ là mười mấy giây, dù phải chạy qua đường cái, có nhiều xe cộ chắn đường cũng chỉ làm hắn mất thêm vài giây mà thôi. Chưa đến 30 giây, Hạ Thiên đã đi đến dưới lầu tòa nhà cần đến, nhưng hắn không đi vào từ cửa chính mà lại vào từ mặt sau. Đây là một tòa nhà cao 100 mét, Hạ Thiên phóng lên bò như nhện, khoảnh khắc sau đã lên đến chính giữa tòa nhà. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một sợi dây thừng từ bên trên ném xuống, sau đó một người đàn ông đeo theo ba lô lớn lập tức trượt xuống. Ánh mắt Hạ Thiên xoay chuyển, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục bò lên. Khoảnh khắc sau hắn đã chụp được dây thừng, sau đó hắn nhanh chóng leo lên theo sợi dây. Người đàn ông bên trên cũng không cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn liên tục trượt xuống. Sau hơn 10 giây hắn mới phát hiện ra vấn đề, vì hắn đã trượt đến vị trí cuối cùng của sợi dây nhưng hai chân còn chưa chạm đất. Hắn nhìn xuống dưới và phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy thân thể của mình di chuyển lên trên, hắn ngẩng đầu lên và chợt ngây dại. Trên mái nhà có một tên thanh niên đang kéo dây thừng, hơn nữa còn cười hì hì và ngoắc tay với mình. Hạ Thiên. Giọng điệu của tay súng bắn tỉa có chút khổ sở. Sau khi liên tục thất thủ thì tổ chức đã sớm chú ý đến người này, trước khi hắn đến đây cũng đã xem qua tư liệu về đối phương. Vì vậy tuy hai người còn cách khá xa nhưng hắn vẫn nhận ra được. Anh nói xem tôi nên kéo anh lên hay thả xuống. Hạ Thiên từ trên cao nhìn xuống tên bắn tỉa cười hì hì nói. Cậu cho rằng mình thắng rồi sao? Tên bắn tỉa chợt nói một câu, ngay sau đó hắn buông tay và rơi xuống. Chương 219. Hạ Thiên rung dây thừng, sợi dây lập tức phóng về phía tên bắn tỉa đang rơi tự do, sau đó quấn chặt vào người. Hạ Thiên dùng sức kéo lên. Tên bắn tỉa bắn lên trời sau đó rơi xuống nền đất sân thượng. Tôi còn chưa cho anh chết, anh vội vàng tìm chết làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên bắn tỉa. Tôi hỏi anh vừa nói câu kia có ý gì? Ngoài anh ra còn sát thủ nào khác không? Cậu nghĩ sao? Tên bắn tỉa cười cười. Cậu cảm thấy chúng tôi thất bại nhiều lần như vậy mà tiếp tục phái một người đến nữa sao? Ngoài anh còn mấy người? Hạ Thiên hỏi. Tuy tôi rất muốn nói cho cậu, nhưng đáng tiếc tôi cũng không biết. Tôi chỉ là người phụ trách bắn tỉa, những chuyện khác tôi không rõ ràng lắm. Trên mặt tên bắn tỉa vẫn mang theo nụ cười, giống như hắn không quan tâm đến vận mệnh của mình. Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem có bên bức cung hay không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ phát ra từ phía tòa nhà Kiều ra, vẻ mặt Hạ Thiên không khỏi biến đổi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Mà tên bắn tỉa đang nằm trên mặt đất lại cười ha hả. Ha ha ha, tôi nói cậu không thắng, dù cậu giết tôi cũng không thể cứu được Kiều Tiểu Kiều, ha ha ha. Tên bắn tỉa cười rất sung sướng, Hạ Thiên cũng rất mất hứng, hắn đột nhiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người đối phương. Anh thích cười phải không? Cho anh cười đến chết mới thôi. Ha 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 ha. Tên bắn tỉa liên tục cười ha hả, nhưng lúc này tiếng cười của hắn đã mang theo vẻ đau khổ. Vì lúc này hắn không muốn cười nhưng không thể không cười, đây là một hành động cười không thể tự chủ được, giống hệt như điểm huyệt cười trong truyền thuyết. Hạ Thiên không quan tâm đến tên bắn tỉa, lúc này hắn chụp vào dây thừng rồi nhảy xuống đất, sau đó lại phóng về phía tòa nhà Kiều ra. Hắn vừa chạy vừa cầu nguyện Kiều Tiểu Kiều không xảy ra chuyện, nếu không hắn dù giết sạch tất cả ám ảnh đoàn cũng không còn tác dụng. Lúc này tòa nhà Kiều ra đã trở nên hỗn loạn, hầu như trước đó tất cả mọi người đã rút khỏi tòa nhà. Chỉ còn vài đặc công tìm bom ở bên trong. Nhưng vừa rồi Kiều Tiểu Kiều gặp phải súng bắn tỉa nên lui vào bên trong, vài vệ sĩ cũng lui vào theo. Nhưng đúng lúc đó một tên đặc công đột nhiên phóng về phía Kiều Tiểu Kiều, tuy Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều có phản ứng, cả hai đá văng tên đặc công ra xa, nhưng đúng lúc này bom trên người tên đặc công cũng phát nổ. Lúc này Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi kiên trì luyện tập phiêu miểu bộ hơn nửa tháng đã phát huy tác dụng thần hiệu. Khoảnh khắc khi bom phát nổ thì hai người đã đưa Kiều Tiểu Kiều ra hơn 10 mét,
sau đó cả hai nằm xuống che chắn cho Kiều Tiểu Kiều. Vụ nổ chấm dứt, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi kinh ngạc phát hiện mình không việc gì, mà Kiều Tiểu Kiều ở bên dưới tất nhiên cũng không có vấn đề. Tên đặc công mang bom tất nhiên nổ chết tươi, vài tên vệ sĩ đứng gần cũng không may mắn, có hai người tử vong tại chỗ, 4-5 người trọng thương, mặt khác còn có một đặc công khác bị sóng xung kính làm bị thương. Rõ ràng uy lực của quả bom này cũng không nhỏ. Hạ Thiên phóng vào như gió lốc, hắn chạy đến bên cạnh Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em không sao chứ? Chồng, em không sao. Kiều Tiểu Kiều dù là người gặp qua nhiều tình cảnh khủng bố nhưng lúc này mặt mũi trắng bệch, rõ ràng bị dọa cho kinh hoàng. Hạ Thiên có chút lo lắng, sau khi kiểm tra tỉ mỉ Kiều Tiểu Kiều từ đầu đến chân và xác định không có việc gì, lúc này hắn mới yên lòng. Tiểu bại hoại, người ta có chuyện. Một giọng nói uất ức vang lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn thấy Liễu Mộng đang ngồi trên mặt đất, khóe miệng có chút máu tươi. Hắn lập tức đau lòng và phóng đến chụp lấy tay của nàng, một luồng băng hỏa linh khí phóng vào trong kinh mạch xem xét một lượt, cuối cùng trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Liễu Mộng cũng không bị thương quá nặng. Hạ Thiên ngồi xuống đất, hắn ôm Liễu Mộng đặt nàng nằm ngang rồi đắt đầu lấy ngân châm trị liệu. Đại ca, anh không sao đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều lúc này mới phát hiện Kiều Đông Hải đang nằm trên mặt đất ở phương xa, nàng chạy đến dùng giọng ân cần hỏi. Không có gì. Kiều Đông Hải miễn cưỡng bỏ lên, hắn lắc đầu rồi nhìn Liễu Mộng đang nằm trong lòng Hạ Thiên. May mà Liễu Mộng đột nhiên chụp lấy anh ném đi, nhưng nàng quá khỏe, anh rơi xuống quá mạnh, thiếu chút nữa đã gãy tay. Chị Mộng rất khỏe. Kiều Tiểu Kiều hiểu rất rõ điều này. Nàng nhìn về phía đám vệ sĩ đang đau khổ rên rỉ cách đó không xa mà trong lòng bùng lên cảm giác khó chịu. Rốt cuộc là ai muốn giết nàng? Dù muốn giết sao không chỉ nhằm vào một mình nàng, cần gì phải dùng phương pháp thế này để liên lụy đến nhiều người xung quanh? Quái lạ, chúng ta không sao, sao đám người kia ở xa hơn lại bị thương? Kiều Phượng Nhi chỉ vài tên bảo vệ nằm ở mặt đất cách đó không xa, nàng dùng giọng khó hiểu hỏi. Kiều Hoàng Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ không phải lúc xem xét vấn đề này. Chị Mộng, bây giờ thấy thế nào rồi? Hạ Thiên đã thu hồi ngân châm, rõ ràng đã chấm dứt trị liệu. À, không có gì, vừa rồi có hơi đau. Liễu Mộng ngồi dậy trong lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chị Mộng, sao chị lại bị thương, với năng lực của chị thì hoàn toàn có thể tránh được mà. Chị thấy tên ngu ngốc kia đứng đờ người thì ném đi. Liễu Mộng chỉ vào Kiều Đông Hải. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói. Sau đó chị cảm thấy một luồng lực lượng rất mạnh phóng đến, chị không tự giác được phải dùng chân khí ngăn cản, vì vậy mới bị thương. Hèn gì Tiểu Kiều không bị thương, thì ra có chị ngăn cản. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng biết, thì ra không phải các nàng may mắn, chẳng qua có sự trợ giúp của ma nữ Liễu Mộng. Kiều Đông Hải bị Liễu Mộng mắng là ngu ngốc cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nở nụ cười ngượng ngùng rồi đi về phía Hạ Thiên. Liễu Tiểu Thư, cảm ơn chị đã cứu tôi. Trước tiên Kiều Đông Hải nói lời cảm ơn với Liễu Mộng, sau đó hắn quay sang Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta tranh thủ thời gian đưa Tiểu Kiều rời khỏi đây thôi. Kiều Đông Hải dừng lại một chút rồi bổ sung. Cũng không biết nơi này còn bom nữa không, nếu còn tên sát thủ nào giả cảnh sát thì càng phiền toái. Hay là chúng ta quay về Kiều gia? Kiều gia an toàn hơn so với ở đây, ít nhất có thể chắc chắn không có người trà trộn vào. Tôi thì không sao, hỏi xem Tiểu Kiều thích ở đâu là được. Hạ Thiên tất nhiên sẽ chẳng quan tâm, Kiều Tiểu Kiều ở đâu cũng được, hắn không có ý kiến. Tiểu Kiều, em thấy thế nào? Kiều Đông Hải quay sang thăm dò ý kiến của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều nhìn những vệ sĩ được đưa lên xe cứu thương, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Được rồi, nhưng trước tiên em phải đi lấy mái cái đã. Để cho người khác đi lấy. Kiều Đông Hải khuyên nhủ. Anh sẽ cho người đến đây chuyển tất cả những gì của em về nhà. Không cần, em chỉ cần lấy máy tính về là được. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh đi với em lên lấy máy. Được rồi, anh sẽ cho người lái xe chống đạn đến, khi mọi người đi xuống thì chúng ta sẽ di chuyển. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu, có Hạ Thiên ở cùng với Kiều Tiểu Kiều thì hắn rất yên tâm. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đi vào thang máy. Khi cửa thang máy khép lại thì Cục trưởng Cục Công an Hoàng Hải Đào cũng đã đến. Xảy ra chuyện lớn, tất nhiên Cục trưởng Như Lão phải xuất hiện. Kiều thiếu gia, Kiều tiểu thư có sao không? Hoàng Hải Đào vội vàng đi đến trước mặt Kiều Đông Hải,
Tuy lão biết rõ chết vài người nhưng cũng may chỉ là vệ sĩ mà không phải chính chủ. Những năm gần đây người ta cũng coi thường nhân mạng, nếu nói không khoa trương thì 10 vệ sĩ thậm chí còn kém một Kiều Tiểu Kiều bị thương. Hoàng Hải Đào biết rõ, chỉ cần Kiều Tiểu Kiều không sao thì mọi chuyện sẽ tốt, vì vậy câu đầu tiên lão hỏi về sự an nguy của Kiều Tiểu Kiều. Không có gì, cô ấy đang đi cùng Hạ Thiên lên lầu lấy vài món đồ, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi tòa nhà nhà. Kiều Đông Hải nói đến đây thì di chuyển chủ đề, giọng điệu có chút tức giận. Cục trưởng Hoàng, chú đi hỏi nhóm đặc công có vấn đề gì, sao lại để sát thủ trà trộn vào. Kiều thiếu gia, tôi đang kiểm tra vấn đề này, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng. Hoàng Hải Đào vội vàng trả lời. Đúng lúc này Hoàng An Bình đã vội vàng đi đến. Đã kiểm tra, đặc công kia không phải sát thủ. Cái gì? Vẻ mặt Hoàng Hải Đào chợt biến đổi. Xác định hắn không phải sát thủ sao? Xác định không phải, đây là người bản địa ở thành phố Giang Hải, đã làm cảnh sát được 10 năm. Căn cứ vào các tư liệu thì người này không thể nào là sát thủ, kết quả sơ bộ đang hoài nghi người này bị uy hiếp. Hoàng An Bình vội vàng nói. Không xong. Vẻ mặt Hoàng Hải Đào chợt biến đổi. Nếu hắn không phải là sát thủ, điều này chẳng phải đã nói sát thủ còn đang quanh đây sao? Tôi cũng lo lắng vấn đề này. Nhưng đã cho tất cả đặc công rút khỏi tòa nhà. Bây giờ cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ tiếp nhận, có lẽ không có vấn đề gì. Hoàng An Bình gật đầu nói, sau đó hắn quay sang Kiều Đông Hải. Kiều thiếu gia, Hạ Thiên cùng đi với Kiều tiểu thư sao? Bọn họ lên lầu lấy vài vật dụng. Vẻ mặt Kiều Đông Hải có chút bất an, vừa rồi ai cũng cho rằng sát thủ đã tử vong, cảm thấy không còn vấn đề gì. Nhưng lúc này sau khi biết đặc công vừa rồi không phải là sát thủ thì Kiều Đông Hải lập tức trở nên lo lắng. Hai tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tòa nhà chấn động, mọi người lại vô thức nằm xuống, đám người bên ngoài lại xôn xao. Lầu 9 phát nổ. Không xong, đó là phòng ngủ của Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Thư thế nào rồi? Ai biết Kiều Tiểu Thư ở đâu không? Bên ngoài chợt rối loạn, Kiều Đông Hải bò lên mà vẻ mặt không còn chút máu. Chương 220. Nhanh, nhanh lên, cùng lên lầu cho tôi, tìm cho ra Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải chợt giống lên. Nếu Tiểu Kiều có chuyện thì tôi sẽ không để yên cho các người. Thật ra cũng không cần Kiều Đông Hải phải kêu gào thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã phóng lên lầu đầu tiên, mà một đám cảnh sát cũng chạy theo. Này, các người lên đó làm gì? Chúng tôi ở đây. Một âm thanh lười biếng truyền vào tai mọi người. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi chợt khựng người lại và quay đầu nhìn, đó không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên đứng ở cửa ra vào tòa nhà, hắn dùng một tay ôm Kiều Tiểu Kiều, tay còn lại cầm theo một chiếc máy tính, bộ dạng giống như chưa có gì từng phát sinh. Hạ Thiên, Tiểu Kiều, các người không sao đấy chứ? Kiều Đông Hải chợt vui mừng như điên, khoảnh khắc này hắn chính thức cảm nhận được cảm giác từ địa ngục lên thiên đường. Một đám cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, Kiều Tiểu Kiều không có việc gì. Chén cơm của bọn họ cũng được bảo vệ. Nhưng bọn họ cũng không thể hiểu, hai người này không phải đã lên lầu sao? Sao lại đột nhiên đi từ bên ngoài vào? Tất nhiên tôi không sao, tôi thì làm gì có chuyện được. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Hạ Thiên! Hoàng An Bình đi đến. Các người không gặp vụ nổ sao? Khi bom nổ thì chồng ôm tôi từ trên lầu nhảy xuống. Kiều Tiểu Kiều xen vào một câu. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ. Cuối cùng hắn không nhịn được phải hỏi. Từ lầu 9 nhảy xuống sao? Một đám cảnh sát dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn Hạ Thiên, người này nhảy từ lầu 9 xuống đất mà không có vấn đề gì sao? Hoàng An Bình lại không quá bất ngờ, lầu 9 thì tính làm gì, Hạ Thiên từng đưa hắn xuống từ lầu 12. Đại ca, trước tiên chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều không muốn mọi người xem Hạ Thiên là quái vật, vì vậy nàng xen vào một câu. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng kịp phản ứng, tuy bây giờ Kiều Tiểu Kiều đã tránh khỏi một kiếp nhưng sự việc còn chưa yên tĩnh. Tên sát thủ đặt bom còn chưa bị bắt, vì vậy bây giờ nên di chuyển Kiều Tiểu Kiều đến nơi an toàn. Đúng, chúng ta đi trước. Kiều Đông Hải cầm điện thoại ra lệnh, sau đó một chiếc Lincoln tiến vào. Đây là loại xe đặc biệt đã được cải trang chống đạn, vì vừa rồi gặp súng bắn tỉa, vì vậy Kiều Đông Hải cảm thấp cẩn thận không bao giờ là thừa. Đoàn người nhanh chóng lên xe. Ngay sau đó xe chạy về phía khu biệt thự của Kiều gia. Về vấn đề xử lý hậu quả công tác, tất nhiên sẽ có người xử lý, không cần Kiều Đông Hải và Kiều Tiểu Kiều phải lo lắng.
Trong khối kiến trúc khổng lồ của Kiều gia có một biệt thự 3 tầng đặc biệt thuộc về Kiều Tiểu Kiều, tuy biệt thự đã lâu không có người ở nhưng bên trong vẫn rất sạch sẽ, rõ ràng ngày thường đều có người quét dọn. Nhưng trong biệt thự không có người giúp việc, vì cuộc sống của Kiều Tiểu Kiều phần lớn đều do Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi phụ trách, hai người bọn họ không những là vệ sĩ, đồng thời còn là người giúp việc của Kiều Tiểu Kiều. Lầu 1 của biệt thự là phòng khách, phòng bếp và phòng tắm, phòng ngủ ở lầu 2. Trước tiên Kiều Tiểu Kiều và Liễu Mộng đi xem phòng ngủ, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đi hỗ trợ, Hạ Thiên và Kiều Đông Hải thì đợi ở phòng khách. Hạ Thiên, trước đó có gặp mặt sát thủ ám ảnh đoàn không? Kiều Đông Hải mở miệng hỏi. À, tôi quên mất, anh phái hai người đến tòa nhà đối diện với cao ốc Kiều gia, trên sân thượng có một tên sát thủ, có lẽ hắn còn chưa chết, mang về đây xem thế nào. Hạ Thiên được Kiều Đông Hải nhắc đến mới nhớ, vì vậy hắn muốn bắt tên kia xuống để thẩm tra. Kiều Đông Hải tranh thủ thời gian điện thoại thông báo, nhưng 5 phút sau đã có người đáp lời, trên đó không còn người nào. Không còn sao? Hạ Thiên thì thào. Chẳng lẽ đã được cứu đi? Nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm, dù người này được cứu đi thì cũng sẽ cười đến chết, không thể sống được. Hạ Thiên, chúng ta luôn bị động chờ sát thủ đến hỏi thăm, đây rõ ràng không được tốt lắm. Cậu dù sao cũng không thể đi theo Tiểu Kiều mọi lúc mọi nơi, không còn biện pháp gì giải quyết triệt để vấn đề sao? Kiều Đông Hải trầm ngâm một lúc rồi hỏi, mới một tháng trôi qua mà Kiều Tiểu Kiều đã 3 lần bị ám sát, tuy cuối cùng không có vấn đề gì xảy ra nhưng cứ bị động như vậy cũng làm người ta khó chịu. Điều này giống như không có biện pháp giải quyết duy nhất. Hạ Thiên cũng gãi đầu, hắn có chút buồn rầu. Muốn giết sạch ám ảnh đoàn cũng không dễ dàng. Dù giết sạch thì trên thế giới vẫn còn vô số tổ chức sát thủ khác. Trừ khi chúng ta tìm được cố chủ, nếu không chuyện lần này rất khó giải quyết. Kiều Đông Hải gật đầu bất đắc dĩ. Tôi cũng chỉ nói nên xem xét mà thôi, thật ra dù tìm được cố chủ thì có thể làm thế nào. Dù giải quyết được một cố chủ nhưng vẫn có thể xuất hiện cố chủ mới, Kiều gia của chúng ta đối đầu với quá nhiều người, có nhiều kẻ địch, không thể nào giết sạch kẻ địch được. Cũng may có cậu bảo vệ Tiểu Kiều. Phượng Nhi và Hoàng Nhi cũng có thân thủ tốt, còn có Liễu Mộng luôn ở cùng với Tiểu Kiều. Dưới tình huống bình thường có lẽ Tiểu Kiều cũng không gặp phải nguy hiểm. Kiều Đông Hải nói xong thì lập tức rơi vào trầm mặc, ngay sau đó lại nhớ đến chuyện khác. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu còn nhớ Âm Thập Cửu chứ? Tất nhiên là nhớ, người này có làm cho Lâm Tử Hào chết khổ chết sở không? Hạ Thiên sao lại không nhớ cho được? Kiều Đông Hải lắc đầu, hắn thở dài. Lâm Tử Hào cẩn thận hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng ta, tuy Âm Thập Cửu bị chúng ta đánh cho thê thảm nhưng lại bị Lâm Tử Hào sinh nghi. Thực tế sau khi bị chúng ta chụp được, Âm Thập Cửu cũng chưa được gặp Lâm Tử Hào, tất nhiên hắn sẽ không có cơ hội. Như vậy sao? Hạ Thiên không khỏi buồn bực, như vậy mình khổ sở thôi miên Âm Thập Cửu chẳng phải uổng phí công phu sao? Hạ Thiên có chút khó chịu, biết vậy khỏi thôi miên mà xử lý luôn cho rồi. Bây giờ Âm Thập Cửu đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi, bây giờ xử lý Âm Thập Cửu cũng không quá trễ. Hắn đã rời khỏi Giang Hải, đã đến thủ đô. Kiều Đông Hải trả lời. Đi thủ đô sao, chẳng lẽ lại quay về ổ Âm Y Môn rồi? Hạ Thiên lầu bầu, nếu thật sự là như vậy thì chưa hẳn là chuyện không tốt. Trong cuộc sống bây giờ, nếu nói về y thuật thì cũng chỉ còn người Âm Y Môn mới có thể so sánh được với Hạ Thiên. Y thuật hại người của Âm Y Môn thường mang đến phiền phức cho hắn. Sợ rằng sau này còn phải đối địch với bọn họ. Nếu Âm Thập Cửu có thể quấy rối trong Âm Y Môn, như vậy mối lo về Âm Y Môn cũng đơn giản hơn rất nhiều. Mà lúc này trận thế của Lâm Tử Hào cũng an tĩnh hơn rất nhiều, hắn không còn đến quấy rối chúng ta nữa. Kiều Đông Hải còn nói thêm. Cũng thuận tiện nói cho cậu một sự kiện, Kỳ Nam và Hạ Vân Sơn đều đã được chuyển sang cho tư pháp, Kỳ Nam có hơn phân nửa sẽ bị tử hình, Hạ Vân Sơn có lẽ cũng chung thân. Bây giờ nhị thúc căn bản đã xác định sẽ tiếp nhận vị trí của Kỳ Nam, trở thành phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Bây giờ có chiếc ghế này, nhị thúc sẽ trở thành nhân vật đứng đầu trong tỉnh, sau này Kiều gia chúng ta cũng có chút tiếng nói ở thủ đô. Kiều gia tuy là gia tộc số 1 ở thành phố Giang Hải nhưng nếu đặt lên mặt bằng cả nước thì vẫn không tính là đại gia tộc, nếu đặt về thủ đô thì lại càng không thể tính là xếp xó. Có lẽ cũng vì nguyên nhân như vậy, nên khi ông nội của Kiều Đông Hải còn sống đã nhiều lần căn dặn, gia tộc phải cố thủ Giang Hải, không cần phải đến thủ đô kết giao với kẻ xấu. Nhưng ông cụ đã qua đời kia cũng không thể ngờ, Kiều gia muốn cố thủ ở Giang Hải mà người thủ đô lại chủ động tìm đến cửa khiêu khích. Phần sản nghiệp của Kiều gia quá lớn,
đủ để làm cho rất nhiều người ngấp nghé, mà Kiều Tiểu Kiều cũng làm cho không ít người nhìn đỏ mắt. Kiều Đông Hải nghĩ đến đây mà nhớ đến một vấn đề, những năm qua có rất nhiều gia tộc muốn thông gia với Kiều gia, mục tiêu của bọn họ tất nhiên là Kiều Tiểu Kiều, nếu có được Kiều Tiểu Kiều thì chẳng khác nào ôm cục vàng ròng. Nhưng mỗi lần như vậy Kiều Tiểu Kiều đều lấy lý do mình đã có hôn ước mà từ chối, vì vậy mà kế hoạch của đám gia tộc kia thất bại, mà đám người đó có hơn phân nửa thèm thuồng gia sản Kiều gia và cả Kiều Tiểu Kiều. Bây giờ bọn họ không có được Kiều Tiểu Kiều, rõ ràng không có được thì phá cho hôi, phải hủy diệt. Nếu Kiều Tiểu Kiều bị giết thì toàn bộ Kiều gia sẽ ở vào tình cảnh bị đả kích, sau đó người ngoài sẽ nhân lúc nhà cháy mà hôi của, sẽ túm lấy vài phần sản nghiệp Kiều gia. Xem ra phải kiểm tra đám gia tộc từng đặt vấn đề hôn ước mới được. Kiều Đông Hải thầm có ý nghĩ này, nhưng bây giờ hắn không nói vấn đề này cho Hạ Thiên. Hắn không phải không tin Hạ Thiên, hắn sợ Hạ Thiên sẽ chụp người đến ép cung, nếu làm không tốt sẽ đắc tội với một nhóm gia tộc lớn, lúc này Kiều gia cũng không nên đắc tội với nhiều người như vậy. Điện thoại vang lên, Kiều Đông Hải xem qua, người gọi là Nhị Thúc Kiều Trấn Quốc. Hắn thầm nghĩ có lẽ Nhị Thúc gọi đến cũng vì chuyện vừa xảy ra. Vì vậy tranh thủ nhận điện thoại. Đông Hải, Tiểu Kiều có sao không? Điện thoại vừa được nối thông thì Kiều Trấn Quốc đã hỏi ngay. Nhị Thúc yên tâm, Tiểu Kiều cũng không mất một sợi tóc. Kiều Đông Hải trả lời. Bây giờ Tiểu Kiều đã về nhà, lại càng thêm an toàn, không có việc gì cả. Tiểu Kiều chịu về nhà rồi sao? Kiều Trấn Quốc cảm thấy bất ngờ. Vậy là tốt rồi, sau này cần quan tâm lẫn nhau, miễn người ngoài nói ra nói vào. Chuyện hôm nay lại làm phiền Hạ Thiên, nếu không có cậu ấy thì chỉ sợ Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải không nói hết lời, hôm nay là ám sát liên hoàn làm người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải Hạ Thiên năng lực siêu cường thì Kiều Tiểu Kiều sợ rằng đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Nếu cậu ấy bất gây chuyện thì quá tốt. Kiều Trấn Quốc không khỏi thở dài. Cứ như vậy nhé, chú cúp máy đây. Kiều Đông Hải lắc đầu, nếu Hạ Thiên không gây chuyện thì cũng không phải là Hạ Thiên. Kiều Đông Hải bên này cúp điện thoại thì điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ, không biết là ai. Xin hỏi ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn hứng thú hỏi một câu. Anh rể, là em. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh hưng phấn. Anh rể, anh đang ở đâu? Anh có rảnh không? Nếu không thì theo chúng em đi chơi, chúng em đang ở Hồ Bắc. Chương 221. Cô gái nói một hơi vài câu trong điện thoại, nhưng Hạ Thiên không nhớ rõ đây là ai, giọng nói kia quá xa lạ với hắn. Em là ai? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi, người này chẳng lẽ gọi lộn số? Sao vậy, anh rể dâm tặc, anh không nhớ em sao? Cô gái trong điện thoại có chút uất ức. Em là Tiểu Anh. Tiểu Anh sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hình như anh không quen ai là Tiểu Anh. Anh rể dâm tặc, em làm Liễu Vân Anh. Chị của em là Liễu Vân Mạn, anh biết rồi chứ? Cô gái rất khó hiểu, cuối cùng nàng còn chêm thêm một câu. Là người sử dụng phong nhũ xương của anh đấy. À, thì ra là cây sậy, sao không nói sớm? Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra, người này không gọi lộn số, hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, sao Tiểu Anh lại hẹn hắn ra ngoài chơi, hình như hắn cũng không quá quen thuộc với nàng. Anh rể, anh có đi bơi không đấy? Nơi đây rất vui, người đẹp như mây. Liễu Vân Anh bắt đầu dụ Hạ Thiên. Thật sự rất vui sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu, còn có người đẹp hay không thì hắn chẳng quá tin tưởng. Không phải tục ngữ có câu vật họp theo loài sao, chỉ cần nhìn Tiểu Anh là biết có người đẹp hay không. Có chỗ vui sao? Liễu Vân Anh còn chưa trả lời thì bên cạnh Hạ Thiên đã vang lên một âm thanh, là Liễu Mộng chạy từ trên lầu xuống, nàng ôm cánh tay Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, ở đâu vui vậy, chị muốn đi. Chị Mộng. Em cũng không biết có vui không, nếu không chị hỏi cây sậy đi. Hạ Thiên dứt khoát đưa điện thoại cho Liễu Mộng. Tiểu Anh à, cô đây, cháu đang chơi ở đâu? Liễu Mộng cầm điện thoại rồi hỏi ngay. Liễu Vân Anh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng trả lời. Cô, em và vài người bạn đang bơi ở Hồ Bắc, cô muốn đến bơi không? Tốt, cô đi ngay. Liễu Mộng đã nhiều ngày không được đi chơi, đã sớm buồn bực. Bây giờ nghe nói có chỗ chơi đùa thì lập tức đồng ý. Liễu Mộng cúp điện thoại rồi kéo Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Anh. Liễu Mộng nghĩ thế nào lại nói với Kiều Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, em đi không? Chị Mộng, còn chưa tìm ra tên sát thủ kia, nếu không chúng ta đi sau nhé.
Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều, trong lòng vẫn lo lắng. Chồng, em không sao, anh cũng không nên theo em cả ngày, anh muốn làm gì cứ đi làm, em ở đây rất an toàn, anh cứ đưa chị Mộng đi chơi đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu, giọng nói rất dịu dàng. Chị Mộng, em không đi được, em còn có chút chuyện, mọi người cứ đi chơi vui vẻ là được. Được rồi Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi thôi. Liễu Mộng có chút không chờ được, nàng kéo Hạ Thiên bỏ chạy. Liễu Mộng vội vàng đi chơi, tất nhiên Hạ Thiên cũng phải theo, rốt cuộc chỗ kia chơi có vui hay không cũng chẳng quan trọng. Hạ Thiên, tôi đưa mọi người đi nhé. Kiều Đông Hải đề nghị. Không cần, anh tìm thêm vài người bảo vệ Tiểu Kiều đi. Chúng tôi bắt taxi đi là được. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời đã bị Liễu Mộng kéo ra cửa. Hồ Bắc là một hồ nằm ở ngoại thành thành phố Giang Hải, diện tích mặt hồ hơn 10.000 mẫu, là hồ nước lớn nhất ở Giang Hải, cũng là một trong những hồ nước nổi tiếng nhất. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng tìm được Liễu Vân Anh thì đã là một giờ sau khi rời khỏi Kiều Gia, mà địa điểm chính là một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Bốn phía hòn đảo này có những bãi cát được người ta cải tạo, trên bờ cát có rất nhiều người đẹp mặc bikini đi tới đi lui, cũng có vài đàn ông tránh dưới rủ ngắm nhìn người đẹp. Tất nhiên có rất nhiều người bơi lội trong nước, khí trời bây giờ mà đầm mình vào trong làn nước mát sẽ cực kỳ thoải mái. Anh rể, cô. Một cô gái dáng người cao gầy mặc bộ bikini liên thể chạy đến, Hạ Thiên chợt sững sờ, đây là cô gái gầy như cây sậy sao. Trong ấn tượng của hắn thì Liễu Vân Anh là một cô gái gầy còm tóc vàng và cực kỳ bù xù, hơn nữa hai mắt lại giống như hun khói. Nhưng cô bé bây giờ lại khác, mái tóc đen óng, cặp mắt bình thường, bộ ngực chưa phát dục trước đó đã được thay thế bằng bộ ngực có quy mô vừa phải. Này, Tiểu Anh, cháu vừa đi thẩm mỹ viện sao? Liễu Mộng cũng kinh ngạc. Liễu Vân Anh có chút buồn bực, lời nói của cô đúng là có thể đánh người, nàng chỉ ăn mặc giống như bình thường một chút, sao lại nói là đi thẩm mỹ. Nàng cũng không rãnh rỗi đi cắt xẻo như người Hàn Quốc. Cô, cháu vốn là như vậy mà. Liễu Vân Anh dùng giọng có chút uất ức giải thích, sau đó nàng vẫy vẫy tay. Anh rể, cô, em giới thiệu cho các người hai người bạn. Hai cô gái cũng mặc bikini liên thể đi đến. Cả hai đều có chút xinh đẹp nhưng lại lùn hơn một chút so với Liễu Vân Anh. Một cô gái cao 1m6 mặc bộ bikini màu hồng, một cô gái cao 1m65 mặc bikini màu xanh. Căn cứ vào lời giới thiệu của Liễu Vân Anh thì cô gái mặc bikini màu đỏ là Hàn Hiểu, mà mặc bikini màu xanh là Thẩm Vân, đều là bạn học của Liễu Vân Anh. Tất nhiên mãi đến bây giờ Hạ Thiên mới biết Liễu Vân Anh cũng đang học khoa sư phạm trường Đại học Giang Hải. Hàn Hiểu và Thẩm Vân đều thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Mộng. Cả hai có chút tự ti. Đúng là không còn biện pháp nào khác, tuy các nàng có chút xinh đẹp nhưng không thể so với Liễu Mộng vì chênh lệch quá xa. Liễu Mộng có một mái tóc dài thườn thượt, hai cô gái rất hiếu kỳ, không biết phải nuôi tóc bao lâu mới được như vậy. Nơi này rất náo nhiệt, Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi bơi nhé. Liễu Mộng nhìn đám trai gái đang vùng vẫy trong nước, nàng có chút hâm mộ. Cô có biết bơi không? Liễu Vân Anh nhìn không được phải hỏi. Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói. Hình như là không. Anh rể, còn anh? Liễu Vân Anh lại hỏi. Cái gì mà anh chẳng biết? Hạ Thiên vẫn khoác lác, thật ra có thứ hắn không biết, ví dụ như bây giờ chưa biết lái xe, nếu không cũng chẳng mất 100 đồng đi taxi. Được rồi, Tiểu Bại Hoại, cậu dạy chị bơi. Liễu Mộng rất vui sướng. Cô, anh rể, hai người có mang áo tắm đến không? Liễu Vân Anh hỏi xong mới cảm thấy mình hỏi một câu quá ngốc, hai người này trên tay trống trơn, sao có áo tắm được? Áo tắm làm gì, chẳng lẽ không để như thế này mà đi bơi sao? Liễu Mộng có chút khó hiểu. Liễu Vân Anh chỉ phải kiên nhẫn giải thích cho vị cô đã bị tách rời khỏi xã hội. Cô mặc váy sao bơi được, hơn nữa chút nữa áo quần sẽ ướt đẫm và dán lên người, không thoải mái. À, vậy thì chúng ta đi mua. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên đến cửa hàng áo tắm ở lân cận. Liễu Mộng thích màu trắng chọn một bộ bikini buộc dây màu trắng, sau đó chọn cho Hạ Thiên một chiếc quần bơi màu đen. Sau khi thay đổi quần áo thì một đen một trắng, nhưng Lục Nhất Minh mặc bikini làm cho dáng người ma quỷ lộ hết ra ngoài, lúc này nàng hoàn toàn là điển hình của người đẹp hại dân hại nước, chỉ cần đi lên bờ cát đã hấp dẫn tất cả ánh mắt. Liễu Mộng có một mái tóc dài nên che đi khá nhiều phần da thịt nhưng như vậy lại càng thêm hấp dẫn. Đã có vài tên đàn ông trên bờ cát không nhịn được phải chạy đến. Tiểu thư, tôi là người huấn luyện bơi ở đây. Một người đàn ông tìm lý do đi đến. Tiểu thư,
Sao anh thấy em quen quen thế nào ấy? Một dê già giả vờ làm quen. Tiểu thư, cho xin số phone. Một đại ca khá trực tiếp. Cút ngay, nếu không ăn đòn bây giờ. Lần này người hét lên là Hạ Thiên, khi thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào vợ mình, hơn nữa còn có vài tên muốn lân la dụ dỗ, tất nhiên hắn rất mất hứng. Tiểu bại hoại, đừng quan tâm đến đám người này, chúng ta đi bơi thôi. Liễu Mộng không quan tâm, nàng kéo Hạ Thiên chạy xuống hồ. Vì vậy mà đám đàn ông chỉ biết dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn bộ ngực khủng bố của Liễu Mộng bị nước hồ bao phủ, mà đám đàn ông trong nước lại trở nên hưng phấn, cơ hội đến rồi. Đáng tiếc là bọn họ phát hiện ra mình không có chút cơ hội nào, nửa giờ sau Liễu Mộng đã là một mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại trong hồ nước, bên hồ có hàng trăm tên đàn ông dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Con bà nó thằng kia chưa nói đến vấn đề độc chiếm, hàng nóng, bọn họ chỉ muốn đến gần một chút để nhìn người đẹp mà thôi, sao tên khốn kia lại đá ra. Nửa giờ qua, những người đàn ông có ý nghĩ muốn tiếp cận Liễu Mộng dưới nước đều bị Hạ Thiên đá văng ra, thậm chí có vài tên vô tội, vì Liễu Mộng bơi đến gần mà cũng bị Hạ Thiên đá văng. Vì vậy mà trong thời gian nửa giờ, dưới hồ hầu như không còn đàn ông. Thằng khốn nạn, lên đây chơi tay đôi. Có người không nhịn được phải hét lên. Đúng vậy, đánh lén trong nước thì ngon lành gì, có bản lĩnh lên đây đánh tay đôi quanh minh chính đại một trận. Có người phụ họa. Các anh em, thằng khốn đó quá bố láo, chúng ta cùng xuống thu dọn nó. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Mọi người trên bờ đột nhiên dùng miệng tấn công Hạ Thiên ở dưới nước. Tiểu bại hoại, có người muốn đánh cậu kìa, chúng ta không bơi nữa, lên bờ đánh nhau thôi. Liễu Mộng nói với Hạ Thiên. Tốt. Hạ Thiên ôm Liễu Mộng bơi về gần bờ, sau đó hắn tiến lên bờ. Ngay sau đó có mười mấy tên đàn ông đến vây quanh Hạ Thiên và Liễu Mộng. Các người muốn đánh nhau phải không? Liễu Mộng quét mắt nhìn đám người. Vô đây! Liễu Mộng vì muốn trở thành một ma nữ siêu cấp mà bỏ công sức luyện võ của Hạ Thiên, nhưng trước nay nàng không có nhiều cơ hội đánh người, bây giờ có nhiều người muốn đánh nhau, tất nhiên nàng rất hưng phấn vì có cơ hội chơi đùa. Đám đàn ông nghe thấy vậy thì chợt sững sờ. Bọn họ muốn đánh nhau với Hạ Thiên, cũng không muốn đánh người đẹp khủng bố, sao bọn họ có thể cam lòng đánh người đẹp được? Như vậy là trời phạt. Người đẹp, chúng tôi không muốn đánh nhau với em, chỉ muốn đánh bạn trai của em thôi. Có người mở miệng. Không được, phải đánh với tôi. Liễu Mộng có chút mất hứng, sau đó nàng cũng không quan tâm đám người này có đồng ý hay không mà lập tức nhào đến đấm đá. Chương 222. Một người đẹp mặc bikini đánh người. Tin chắc có rất ít người được nhìn thấy, mà một người đẹp đánh một đám người, đây chắc chắn chưa từng người nào được gặp. Lần này trên bờ cát một hòn đảo giữa hồ có rất nhiều người may mắn được nhìn tình cảnh này, tất nhiên trong số những người này có cả những kẻ không may bị đánh. Những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, vài chục người vây quanh Hạ Thiên và Liễu Mộng lập tức bị chúng chiêu trong vài phút, kẻ nào nhẹ cũng chỉ bị gạt ngã hoặc chúng đấm lui về phía sau, nặng thì bị đánh gãy mũi xương má. Có vài tên siêu xẻo nhất bị đánh cho chật khớp phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hi hi, tiểu bại hoại, có phải chị rất lợi hại không? Liễu Mộng nhìn thấy kết quả này mà cảm thấy rất hài lòng. Lợi hại, không hổ là vợ tôi. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Cô, anh rể, chúng ta tranh thủ chạy ra thôi. Liễu Vân Mạn chạy tới nói bằng giọng lo lắng. Sao phải chạy? Liễu Mộng không muốn. Cô còn chưa chơi đủ. Mà sao phải chạy? Hạ Thiên cũng không muốn chạy, chẳng phải chỉ đánh vài tên dê xồm sao? Có gì không được? Hàn Hiểu và Thẩm Vân thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Liễu Mộng, lợi hại, đúng là lợi hại, đối phương không những xinh đẹp còn đánh đấm như phim, đánh nhau có thể nói là một địch trăm, đúng là hình tượng nữ siêu nhân. Là các người gây rối sao? Một bảo vệ đi đến nhìn Liễu Mộng, ngay sau đó thiếu chút nữ đã vứt bỏ hồn phách. Anh bảo vệ, lời này của anh là sai rồi. Anh xem cô của em xinh đẹp như vậy, sao lại gây rối? Đám đàn ông kia muốn sàm sỡ với cô, vì vậy mà cô của em mới bất đắc dĩ ra tay. Liễu Vân Anh chớp mắt, nàng cười hì hì nói với tên bảo vệ. Một đám đàn ông bị đánh cảm thấy rất khó hiểu, có cô gái này đổ oan cho người khác như vậy sao? Bọn họ bị người ta đánh một trận coi như không sao cũng được, hơn nữa còn bị ép vào danh tiếng sàm sỡ người đẹp, đúng là không có thiên lý. Tên bảo vệ tuy bị vẻ đẹp của Liễu Mộng chấn động linh hồn nhưng cũng may vẫn còn chút thanh tỉnh. Tiểu thư, dù là thế nào thì chị cũng đánh quá nhiều người, cuối cùng cũng không đúng. Thôi thì thế này, chị và đám người kia thương lượng bỏ ra chút tiền thuốc, việc này coi như xong,
nếu không náo loạn dẫn đến cục cảnh sát thì sự việc sẽ khó kiểm soát. Không được, tôi bị đánh chật khớp tay, không thể tha cho cô ấy như vậy được. Đúng vậy, tôi cũng chật khớp tay, tôi muốn báo cảnh sát. Hừ, chỉ biết chú võ vẻ mà thôi, nhưng đánh người đến mức như vậy sao? Vài tên đàn ông bị đánh tàn nhẫn nhất lập tức gào loạn cả lên. Không phải chỉ chật khớp tay thôi sao? Tôi cho tiểu bại hoại đến sửa khớp cho các người. Liễu Mộng bĩu môi rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, đi nối khớp cho bọn họ. Hạ Thiên lập tức làm theo lời của vợ, hắn lách người đi đến trước mặt đám đàn ông kia. Chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc vang lên, đồng thời có vài tiếng kêu thảm thiết, đám người bị chật khớp đã được nối lại. Mọi người chợt ngẩn ngơ, người này thần kỳ như vậy sao? Tiểu tử, mày cho rằng làm như vậy có thể giải quyết được tất cả sao? Tao đã nói rồi, tao sẽ không để yên cho mày. Một tên có thân thể chắc nịch vẫn tiếp tục kêu gào. Hạ Thiên vung tay, hắn chụp lấy tay phải của người này rồi dùng sức kéo, một tiếng rắc vang lên, người này phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Nếu anh không thích tiếp nhận thì tôi sẽ cho anh tiếp tục chật khớp. Hạ Thiên lười biếng nói, ngay sau đó hắn quét mắt nhìn những người còn lại. Còn ai ngu ngốc như anh này nữa không, nếu có thì đứng ra, tôi sẽ thành toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi giải tán ngay lập tức. Sau đó chỉ còn lại vài tên bảo vệ và tên khốn vừa bị làm cho chật khớp tay đứng lại. Tiểu tử, con bà nó, coi như mày hung ác, đợi đó cho tao. Tên xui xẻo kia vẻ mặt tái nhợt, hắn bụng lấy tay phải rồi thất thểu đi vào trong bãi cát. Hi hi, tiểu bại hoại, cũng là cậu lợi hại. Liễu Mộng bổ nhào lên người Hạ Thiên, ngay sau đó cho hắn một nụ hôn rồi kéo tay bỏ chạy. Không muốn mặc thứ này nữa, chúng ta đi thay đồ. Hàn Hiểu và Thẩm Vân nhìn hai người hôn nhau thắm thiết rồi bỏ đi, một lúc lâu sau Hàn Hiểu không nhịn được phải hỏi. Vân anh đẹp trai cai rốt cuộc là anh rể hay dượng của bạn vậy? Liễu Vân Anh cũng không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau nàng mới trả lời bằng một câu khủng bố. Khả năng là cả hai. Hàn Hiểu và Thẩm Vân lập tức phát ngất, sao kinh khủng như vậy? Này, Vân anh ấy thật sự là thần y. Một lọ phong nhũ xương có thể làm cho ngực bạn phát triển đến cỡ B sao? Thẩm Vấn nhịn không được phải hỏi. Tất nhiên chính là anh ấy, nếu không mình hẹn anh ấy đến đây làm gì? Liễu Vân Anh hạ giọng. Này, đợi lát nữa tôi sẽ nói vài lời với anh rể, nói không chừng an rể sẽ tình nguyện bán cho hai chai phong nhũ xương, một tháng sau hai bổ sẽ có bộ ngực cỡ C, tha hồ sướng. Anh ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Hàn Hiểu vẫn còn chút nghi ngờ. Tất nhiên là lợi hại, các bạn biết vì sao tóc cô của mình dài như vậy không? Mình nói cho, cô của mình đã hôn mê trên giường 20 năm, suốt 20 năm đó bà nội mình luôn tục giữ tóc cho cô, vì vậy nên bây giờ tóc dài thượt. Liễu Vân Anh ra vẻ khoa trương. Cô hôn mê lâu như vậy mà không ai cứu tỉnh được, nhưng anh rể chỉ chưa mất nửa giờ đã làm cô tỉnh giấc và trở nên vui vẻ, bạn nói xem anh ấy có lợi hại không? À, thì ra anh ấy là ân nhân cứu mạng của cô. Trách không được cô của bạn tốt với anh ấy như vậy. Hàn Hiểu đã hiểu ra. Anh ấy không riêng gì là ân nhân cứu mạng của cô, còn là ân nhân cứu mạng của cả gia tộc chúng mình. Vì vậy bây giờ anh ấy có mối quan hệ rất phức tạp với chị mình và cả cô. Ôi, mình xem các bạn là bạn bè tốt mới nói ra, các bạn đừng đi khắp nơi rêu rao đấy nhé. Liễu Vân Anh dùng giọng lo lắng dặn dò một câu. Yên tâm đi, gần đây chúng mình rất kín miệng. Thẩm Vân và Hàn Hiểu cùng đảm bảo. Ủa, đây không phải ba người đẹp của câu lạc bộ máy bay trường chúng ta sao? Một giọng nói quái quỷ chợt vang. Một cặp nam nữ xuất hiện trước mặt ba người Liễu Vân Anh, cô gái có vài phần tư sắc, bộ ngực đồ sộ, có thể nói là dưa đào mãnh liệt, ít nhất cũng cỡ D. Tên nam sinh thì anh Tuấn cao lớn, trên mặt là nụ cười mê người, có thể nói là loại hình sát gái. Nữ sinh khẽ dựa lên người nam sinh. Nàng liếc xéo ba người Liễu Vân Anh rồi nở nụ cười nói. Lý Tuấn, anh nghe nói trường chúng ta có câu lạc bộ máy bay chưa? Em nói với anh, cái gọi là câu lạc bộ máy bay cũng không phải lái máy bay, đó chính là ba cô gái tự cho mình là xinh đẹp có bộ ngực sân bay, bây giờ ba cô ấy đều đứng trước mặt anh. Liễu Vân Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn nữ sinh kia. Câu lạc bộ máy bay thì sao? Dù sao cũng tốt hơn câu lạc bộ xe buýt. À! Câu lạc bộ xe buýt có nghĩa là đàn ông nào cũng lên được, đúng không, có thể nói là người người cùng lên. Hàn Hiểu bổ sung. Hàn Hiểu, bạn đánh giá cao người nào đó rồi, người ta đối xử với sinh vật như nhau,
không phải người cũng lên được. Thẩm Vân càng nói hung ác hơn. Câm mồm, các người nói gì vậy? Gương mặt nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, nàng tức giận giống lên. Nói các người sân bay đấy, thì sao? Dáng người của các người cũng không biết xấu hổ mà mặc bikini, các người không thấy đáng cười sao? Tôi cảm thấy rất dọa người, đúng là mất mặt nữ sinh khối sư phạm chúng ta. Tôi thích mặc, cô quản được sao? Liễu Vân Anh hừ một tiếng. Nghe tôi nói này Giang Vận, muốn nói mất mặt khoa sư phạm cũng phải là người tự cho là người đẹp như co, nghe nói cô đã chén ngàn người. Chén ngàn người là sao? Giọng nói của Hạ Thiên chợt vang lên. Cô ấy giết 1.000 người rồi sao? Hạ Thiên và Liễu Mộng đã thay quần áo và đi đến, Liễu Mộng xinh đẹp làm cho Giang Vận ở bên cạnh Lý Tuấn phải há hốc mồm, Hạ Thiên lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Giang Vận. Người này thật sự lợi hại, đã giết 1.000 người, hắn lớn như vậy mà không sánh bằng đối phương, dù giết báo giết gấu cũng chưa bằng. Anh rể, nói như vậy cũng không phải cô ấy đã giết 1.000 người, có nghĩa là đã lên giường với cả ngàn người. Liễu Vân Anh cười hì hì nói. Hạ Thiên lập tức buồn bực, hắn sùng bái sai đối tượng, vì vậy mà trừng mắt nhìn Giang Vận, hắn hỏi. Cô là dịch vụ công cộng sao? Liễu Vân Anh nghe thấy như vậy thì chợt vui mừng, anh rể đúng là, nói rất có lực sát thương. Khốn nạn, anh nói bậy bạ gì vậy? Giang Vận dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Nếu không phải hàng chùa thì sao lên giường với nhiều người đàn ông như vậy? Hạ Thiên cảm thấy rất mê hoặc. Anh rể, đây không phải là, gà, cô ta chỉ là xe buýt miễn phí mà thôi, xe buýt này ai cũng leo lên được, lái xe xong thì bước xuống khỏi trả tiền, ha ha. Liễu Vân Anh cười rất vui vẻ. Lý Tuấn, vã vào miệng con kia cho em. Giang Vận hổn hển quát. Giang Vận, thôi bỏ qua đi, chúng ta sang bên kia. Lý Tuấn rút ánh mắt lưu luyến khỏi người Liễu Mộng rồi nói, rõ ràng hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đánh nhau. Lý Tuấn, anh có phải đàn ông không? Bạn gái của anh bị ức hiếp, anh không biết làm gì sao? Giang Vận rất tức tối. Phụ nữ nào sẽ tìm được loại đàn ông đó, cũng là nồi nào vung đó thôi. Liễu Vân Anh châm chọc. Lúc này vẻ mặt Lý Tuấn đã rất khó chịu, hắn nhìn Liễu Vân Anh rồi bất mãn nói. Lời này của cô quá mức rồi đấy, tôi không so đo với cô vì tôi là đàn ông, nếu so đo với các cô dù thắng cũng mất mặt, không phải tôi sợ. Phải không, anh thử so đo với tôi xem, nếu anh cảm thấy ức hiếp con gái rất mất mặt thì có thể tìm anh rể tôi sẽ chiều tất. Liễu Vân Anh chỉ vào Hạ Thiên. Được, tôi sẽ đấu tay đôi với cậu ta. Lý Tuấn nhìn Hạ Thiên. Nhưng tôi không muốn đánh nhau, mọi người đến đây bơi lội, vì vậy đọ sức bằng cách bơi đua. Anh muốn đua với tôi sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi vừa thay quần áo, không thể bơi. Nếu cậu sợ thì cứ nhận thua, sau đó để Liễu Vân Anh xin lỗi chúng tôi. Lý Tuấn ra vẻ từ bi nói. Chương 223. Loại người như anh mà tôi phải sợ sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi chỉ không muốn làm quần áo ướt sũng mà thôi. Tốt, tôi có một phương pháp không làm ướt quần áo, cậu chơi không? Lý Tuấn suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Hạ Thiên còn chưa nói lời nào thì Liễu Vân Anh đã cướp lời. Anh muốn đấu thế nào? Rất đơn giản, chúng ta đấu nín thở trong nước, ai nín thở được lâu thì thắng, ai thua phải xin lỗi đối phương. Phương pháp này không cần xuống nước, chỉ cần cúi đầu xuống nước là được. Lý Tuấn nhanh chóng nói, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Nói một câu đi, dám chơi không? Không thì xin lỗi đi. Anh muốn đấu nhịn thở trong nước sao? Hạ Thiên cảm thấy khó thể ngờ, sao đối phương ngốc như vậy, muốn đấu bằng phương pháp này sao? Hừ, có chơi không, đàn ông phải sảng khoái. Lý Tuấn nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Này, đấu cũng được, nếu người nào thua phải nhảy xuống hồ, có dám không? Liễu Mộng mở miệng. Có gì mà không dám, ai thua thì nhảy hồ. Giang Vận nói ngay. Tốt, hắn thua cô cũng phải nhảy, à, còn ôm nhau cùng nhảy, như vậy mới vui. Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói. Được rồi, quyết định như vậy, nếu Lý Tuấn thua thì tôi sẽ ôm anh ấy nhảy hồ. Giang Vận chỉ vào Hạ Thiên rồi tiếp tục. Nếu hắn thua thì hai người phải ôm nhau nhảy hồ, thế nào? Liễu Mộng vỗ tay. Tốt, tốt, tiểu bại hoại, cậu mau đấu với hắn đi, chị muốn nhìn người nhảy hồ. Được, đấu thì đấu. Vì thỏa mãn nguyện vọng được nhìn người nhảy hồ của Liễu Mộng, Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý so sánh xem ai nhịn thở lâu hơn với Lý Tuấn,
nhưng hắn cảm thấy làm như vậy ức hiếp người quá đáng. Hạ Thiên và Lý Tuấn đi đến bên hồ, hắn cũng không cần ai nói bắt đầu, hắn nói trước. Tôi bắt đầu trước, cho anh vài phút đứng không? Hạ Thiên nói xong thì đi đến bờ cát cúi đầu vào nước. Lý Tuấn chợt sững sờ, hắn cũng nhanh chóng tiến lên úp mặt xuống nước ở bên cạnh Hạ Thiên, trận đấu nhịn thở coi như chính thức bắt đầu. Cô chờ để nhảy vào hồ đi. Giang Vận dùng ánh mắt đắc ý nhìn Liễu Mộng, người này không những đẹp hơn nàng, nhưng bộ ngực là thứ gần đây nàng luôn tự hào cũng không so sánh được với hai ngọn núi khủng bố của Liễu Mộng, điều này làm nàng sinh ra cảm giác ghen ghét. Người phải nhảy hồ chính là cô. Liễu Vân Anh cười nhạt một tiếng. Giang Vận liếc mắt nhìn Liễu Vân Anh. Cô đúng là ngu ngốc, cô không biết Lý Tuấn là kiện tướng môn lặn sao. Anh ấy không cần thiết bị cũng có thể nín thở dưới nước 5 phút, cô cho rằng anh rể của cô làm được như vậy sao? 5 phút đồng hồ là cái gì mà to mồm, tiểu bại hoại nhịn thở cả giờ cũng không sao. Liễu Mộng ngáp một cái. Liễu Vân Anh nghe vậy mà sững sờ. Cô, anh rể lợi hại vậy sao? Đúng vậy, cậu ấy vừa nói với cô. Liễu Mộng khẽ gật đầu. Chỉ biết khoác lác, sẽ biết ai hơn ai ngay thôi. Giang Vận hừ lạnh một tiếng. 5 phút trôi qua rất nhanh, Lý Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được, hắn đột nhiên ngẩng đầu khỏi mặt nước, trên mặt có chút đắc ý. Khi hắn đang định tuyên cáo thắng lợi của mình thì phát hiện Hạ Thiên ở bên cạnh vẫn còn cúi đầu trong nước. Này, anh rể, anh thắng rồi. Liễu Vân Anh hô lên rất vui sướng. Hạ Thiên cũng ngẩng đầu lên, sau đó hắn đứng lên vỗ vỗ cát trên người, bộ dạng không chút vui vẻ. Đúng là chẳng có tính chất khiêu chiến. Cậu, sao cậu có thể nhịn thở lâu như vậy? Lý Tuấn dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, hắn vẫn không tin mình thua, trước kia hắn đã đấu nhịn thở rất nhiều lần mà chưa từng thua. Này, đừng nói nhảm, mai nhảy hồ đi, tôi chưa từng thấy người nhảy hồ. Liễu Mộng ở bên kia thúc giục. Đúng vậy, thua rồi, nhảy hồ đi. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng hát đệm. Nhảy thì nhảy, có gì mà to mồm, dù sao người ta bây giờ cũng muốn bơi. Giang Vận dậm chân, nàng đi về phía bờ hồ. Này, phải ôm nhau cùng nhảy. Liễu Vân Anh nhắc nhở Giang Vận. Lý Tuấn nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó hắn đi về phía Giang Vận, hắn ôm nàng lên rồi nhảy vào hồ. Hay! Liễu Vân Anh, Hàn Hiểu và Thẩm Vân vỗ tay vui vẻ. Liễu Mộng cũng vỗ tay. Nhìn rất hay, nhảy nữa đi. Muốn nhảy nữa thì phải đấu nữa. Lý Tuấn rõ ràng thua mà không phục, hắn từ dưới hồ đi lên, hắn đi về phía Hạ Thiên dùng giọng không phục nói. Được, đấu cái gì? Liễu Mộng lại đáp lời thay cho Hạ Thiên. Lý Tuấn đang muốn nói gì đó thì trong hồ vang lên một âm thanh kêu cứu của phụ nữ. Cứu, 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 tôi bị chuột rút. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy một người đang vẫy tay trong nước, sắp chìm nghỉm đến nơi. Chúng ta đấu cứu người, ai đưa được người phụ nữ kia lên bờ thì thắng. Lý Tuấn vội vàng nói. Hạ Thiên một lời đồng ý, vì Liễu Mộng vui vẻ thì bây giờ hắn phải cứu người nhanh nhất. Lý Tuấn nhanh chóng chạy xuống hồ, hắn phóng xuống nước rồi nhanh chóng bơi về phía người phụ nữ kia. Lý Tuấn bơi được một nửa rồi quay đầu nhìn lại, hắn thấy Hạ Thiên chưa có hành động gì, vì thế mà không khỏi vui sướng. Xem ra dạo này trình độ bơi lội của hắn ngày càng mạnh, lần này hắn có thể gỡ gạc được chút mặt mũi. Đúng lúc này phía sau chợt vang lên tiếng hô kinh hoàng, có vài người gào lớn. Đúng là lợi hại. Người anh em này quá trâu, may mà vừa rồi không gây sự. Con bà nó, võ lâm sao thủ. Lý Tuấn nghe được những lời này mà không khỏi quay đầu lại nhìn, vì thế mà lập tức choáng váng. Hắn chỉ thấy một người đang chạy trên mặt hồ. Chỉ sau khoảnh khắc đã vượt mặt hắn rồi phóng về phía người phụ nữ đang kêu cứu, sau đó người này nắm tay người phụ nữ kéo lên, lại chạy về phía bờ hồ. Cứ như vậy mà chỉ sau vài giây thì người này đã kéo được người phụ nữ lên bờ, mà người này lại chính là Hạ Thiên. Trời, ông đang đấu với ai thế này? Lý Tuấn lập tức mất đi ý chí chiến đấu, đối thủ của hắn hình như không phải người. Lý Tuấn quay về, sau đó hắn lại ôm Giang Vận nhảy vào hồ, ngay sau đó kéo Giang Vận đi ngay. Không dám ở lại lâu. Trên bờ có rất nhiều người dùng ánh mắt thấy thần tiên nhìn về phía Hạ Thiên, vài tên trước đó bị đánh đang kéo người đến trả thù cũng phải thu quân tự nhận xui xẻo, thằng kia quá trâu, không nên động vào. Trong mắt Liễu Vân Anh đều là những vì sao lấp lánh, sùng bái, quá sùng bái, đúng là cực kỳ sùng bái anh rể. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng há hốc mồm một lúc lâu mà không khép lại, các nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Thiên,
sau đó dùng tay véo lên người đối phương. Sau khi xác định không phải là ảo giác mới thật sự tin những gì vừa xảy ra. Hi hi, tiểu bại hoại, cậu lợi hại. Liễu Mộng cũng rất vui vẻ, nàng bổ lên người Hạ Thiên, lại tặng cho hắn một nụ hôn cháy lưỡi. Anh rể, cô, chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi uống chút gì đó thôi. Liễu Vân Anh chạy đến, bộ dạng rất ân tình. Tốt, cô đang có hơi khát. Liễu Mộng đồng ý, ngay sau đó đám người đi đến quán giải khát gần bên bờ cát, mỗi người mua một ly nước ép rồi tìm vị trí ngồi xuống, sau đó vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên với cách ăn mặc cực kỳ giống nghệ thuật gia đi đến, hắn khách khí chào hỏi Liễu Mộng. Chào tiểu thư, tôi là Hoắc Nham, là người của công ty tìm kiếm ngôi sao, hình tượng của cô rất phù hợp với một bộ phim của chúng tôi, không biết cô có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi hay không? Này, lừa đảo, cút ngay. Liễu Vân Anh lập tức mắng người đàn ông Hoắc Nham. Những năm gần đây có rất nhiều người tự xưng là người của công ty tìm kiếm ngôi sao để lừa gạt những cô gái có giấc mơ làm ngôi sao. Liễu Vân Anh thường xuyên đọc được tin tức này trên mạng, vì vậy nàng dùng trực giác cảm thấy người này lừa đảo. Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải lừa gạt, tôi là Hoắc Nham nổi tiếng, cô có thể ra ngoài hỏi là biết, đây là danh thiếp của tôi. Hoắc Nham đưa danh thiếp cho Liễu Vân Anh, hắn dùng giọng kiên nhẫn giải thích. Cô có thể lên mạng kiểm tra, cũng có thể hỏi người quen. Tôi tuyệt đối không có vấn đề, tôi còn có biệt hiệu là Hỏa Nhãn Kim Tinh, tôi xem chúng cô gái nào thì thành sao ngay. Tôi không quan tâm ông có phải lừa đảo hay không, tóm lại cô của tôi không muốn làm ngôi sao, ông cút ngay. Liễu Vân Anh vẫn mắng xối xả. Xem ra vị tiểu thư này có thành kiến rất sâu với nghề của chúng tôi, nếu đã như vậy thì tôi xin lỗi vì đã quấy rầy. Hoắc Nham nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, lần này hắn quay sang nhìn Liễu Mộng, hắn đưa danh thiếp rồi nói. Tiểu thư, hy vọng cô có thể nghĩ lại, công ty của chúng tôi đang tìm một nữ nhân vật chính, cô dù dung mạo hay khí chất, thậm chí mái tóc cũng tương tự như nhân vật chính trong kịch bản. Tôi có thể nói cho cô biết, bộ phim này gần đây đã tuyên truyền rầm rộ, cô có thể lên mạng xem xét tin tức, nếu có hứng thú thì điện thoại cho chúng tôi. À, biết rồi, ông đi đi. Liễu Mộng nhận danh thiếp, nàng thuận tay đưa cho Hạ Thiên, sau đó phất tay. Rõ ràng Hoắc Nham vừa rồi nói mỏi mồm nhưng vô ích. Tìm không ra một người làm diễn viên chính sao? Ai mà tin? Liễu Vân Anh bĩu môi nói. Hoắc Nham không phản bác lời của Liễu Vân Anh, hắn dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Liễu Mộng rồi xoay người bỏ đi. Cô, đừng để ý đến loại người này, chỉ cần nhìn là biết không tốt đẹp gì. Liễu Vân Anh nhìn bóng lưng của Hoắc Nham rồi nói. Cô nào có để ý đến hắn, Tiểu Anh mới để ý đến hắn. Liễu Mộng nói. Liễu Vân Anh cảm thấy cô đúng là... chỉ nói vài chữ đã đuổi Hoắc Nham kia đi, trong khi nàng nói mỏi mồm. Hàn Hiểu đột nhiên kéo tay Liễu Vân Anh, nàng chớp mắt, sau đó lại nhìn Hạ Thiên. Liễu Vân Anh cuối cùng cũng nhớ ra mục đích thật sự, nàng mở miệng với Hạ Thiên. Anh rể, lần trước anh đưa phong nhũ xương cho em, bây giờ có còn không? Có thể bán cho em 2 bình nữa được không? Chương 224. Lần đó anh đã nói chỉ có 1 chai thôi, sao còn nữa? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Vân Anh. Còn nữa, anh không phải đưa cho em, anh cho chị Vân Mạn, sau đó chị Vân Mạn tặng cho em. Anh rể, có thật không đấy? Liễu Vân Anh dùng vẻ mặt năn nỉ nhìn Hạ Thiên. Có thể cho em 2 bình nữa không? Em còn muốn làm gì nữa? Dáng người như cậy gậy của em phát dục đến mức này là được rồi, to quá cũng xấu. Hạ Thiên nhìn bộ ngực của Liễu Vân Anh, sau đó hắn đưa ra kết luận như vậy. To quá rất xấu sao? Liễu Mộng nhìn ngực mình, nàng dùng ánh mắt uất ức nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, có phải cậu cảm thấy ngực chị rất xấu không? Không phải, chị Mộng, chị thì khác với cô ấy, chị to mới đẹp nhưng cô ấy gầy quá, nếu cũng to lớn như chị thì sẽ là cây gậy trúc treo 2 quả đu đủ, rất khó nhìn. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Liễu Vân Anh có chút buồn bực, nàng không phải cây gậy, hơn nữa dù nàng thật sự là cây gậy cũng tình nguyện treo 2 trái đu đủ. Cũng không muốn cây gậy treo 2 quả trứng gà. Anh rể, không phải em muốn, là Hàn Hiểu và Thẩm Vân muốn, chẳng lẽ anh không thấy 2 bạn ấy cũng rất nhỏ sao? Liễu Vân Anh chỉ vào 2 người bạn của mình, ngực của cả 2 cũng khá nhỏ, nếu không 3 nàng sao được người ta gọi là câu lạc bộ máy bay. Hạ Thiên nhìn 2 cô gái, hắn thuận miệng nói. Dù nói thế nào cũng vậy thôi, anh cũng không có, khi xuống núi anh chỉ mang theo 1 lộ phong nhũ xương.
Nghe Hạ Thiên nói như vậy thì Hàn Hiểu và Thẩm Vân có hơi thất vọng, chẳng lẽ cả đời này các nàng cứ phải mang sân bay sao? Anh rể, phong nhũ xương là anh tự làm ra sao? Liễu Vân Anh dùng ánh mắt an ủi nhìn hai cô bạn, sau đó tiếp tục dò hỏi. Tất nhiên là anh làm ra, trước đây khi còn ở trên núi anh cảm thấy buồn chán, vì vậy làm ra vài chục chai. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vài chục chai sao? Liễu Vân Anh cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó nàng hỏi ngay. Anh rể, anh còn vài chục chai sao không lấy ra? Anh nói đều để ở chân núi, bây giờ anh không quay về thì sao lấy được? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Liễu Vân Anh, nhà đầu này ngốc quá. Anh rể, khi nào thì anh về? Liễu Vân Anh nói. Không biết. Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết, hắn quả thật không biết khi nào thì về núi, nhưng nếu hắn có thể thi triển được đệ ngũ châm của nghịch thiên bát châm, có thể chữa hết bệnh cho thần tiên tỷ tỷ thì sẽ quay về, sau đó đưa thần tiên tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi. Liễu Vân Anh lập tức hiểu ra, muốn vị tỷ phu này về núi lấy phong nhũ xương là không thể. Dù có một ngày đối phương về núi nhưng không biết là ngày tháng năm nào, dù nàng có thể đợi nhưng hai người bạn lại không. Anh rể, nếu phong nhũ xương do anh làm ra, anh có thể làm vài chục chai nữa được không? Liễu Vân Anh rất tham, mở miệng là đòi vài chục chai. Không thích làm, cũng không có hứng. Hạ Thiên tất nhiên không có hứng với trò này, cảnh sát tỷ tỷ và Liễu Mộng đều có ngực dưa hấu, chị Hinh cũng không phải loại nhỏ, chị Vân Mạn cũng thuộc loại vừa phải. Tóm lại vợ hắn không cần đến những thứ này. Dù các nàng thật sự muốn ngực lớn cũng còn biện pháp, ví dụ như massage châm cứu. Liễu Vân Anh cảm thấy buồn bực, nói nhiều như vậy hóa ra lại vô ích. Liễu Vân Anh rót một ly nước ướp đá vào bụng, nàng chợt cảm thấy thanh tỉnh trong đầu có một ý nghĩ. Anh rể, anh không muốn làm thì nói cho em biết cách làm phong nhũ xương được không? Ví dụ như cho em phương thuốc đi. Tốt, lấy giấy bút ra đây, anh ghi cho. Hạ Thiên đồng ý cực kỳ sảng khoái, chủ yếu là nha đầu kia hỏi hoài không dứt làm hắn cảm thấy phiền toái, vì vậy muốn nhanh chóng đuổi đi. Tốt, em đến ngay. Liễu Vân Anh nhảy lên rất hưng phấn, ngay sau đó nàng lại chạy vào trong tiệm giải khát mượn giấy bút, ngay sau đó đã có phương pháp điều chế phong nhũ xương. Liễu Vân Anh tốt xấu gì cũng là con nhà thế gia trung y, nàng cầm cách điều chế nhìn thoáng qua mà cũng cảm thấy thứ này có hơn phân nửa là thật, phần lớn các tài liệu bên trong đều có thể tìm mua được. Hơn nữa giá cũng không cao, mà điểm phiền phức duy nhất chính là đu đủ nước ngàn năm. Anh rể, đu đủ nước ngàn năm đổi thành đu đủ nước bình thường được không? Liễu Vân Anh không nhịn được phải hỏi. Cũng được nhưng hiệu quả giảm đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Hạ Thiên giải thích một câu. Thế này, nếu em dùng cây đu đủ nước bình thường, có lẽ phải 3 tháng mới phát dục được như bây giờ. 3 tháng sao? Trong mắt Liễu Vân Anh lóe lên cái nhìn vui sướng. 3 tháng cũng quá tốt, cũng không quá lâu. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng gật đầu, chỉ cần có tác dụng, đừng nói là 3 tháng, dù là 1 năm cũng không quan tâm. Anh rể, cô, mọi người cứ tiếp tục ngồi chơi, chúng em đi trước. Sau khi có được phương pháp điều chế phong nhũ xương thì Liễu Vân Anh không chờ đợi được nữa và muốn bỏ đi, nàng kéo Hàn Hiểu và Thẩm Vân rồi bước đi. Khi vừa ra khỏi quán giải khát được vài bước thì nhìn không được phải gào lên. Phát tài rồi. Ha ha, lúc này đúng là phát tài, tôi sẽ bán cách điều chế này cho Mai Tam Thẩm, sẽ tìm lấy của gì ấy vài triệu xài chơi. Tiểu Anh đúng là không có nghĩa khí, gọi chúng ta đến chơi mà lại bỏ chạy. Liễu Mộng có chút mất hứng, nàng kéo Hạ Thiên và muốn bỏ đi. Tiểu bại hoại, chúng ta về thôi, chỗ này không có gì vui. Liễu Mộng muốn trở về, Hạ Thiên rất nhiên không có ý kiến. Thật ra nơi này cũng không có gì vui. Tuy trên bờ cát có không ít người đẹp mặc bikini đi tới đi lui nhưng hắn thấy nhóm người này dáng người không bằng Liễu Mộng, cũng kém Tôn Hinh Hinh, xem ra không ai về nhà mình làm vợ được. Hai người đứng lên rời khỏi quán nước, ngay sau đó rời khỏi hòn đảo. Nhưng khi còn chưa đi được bao xa thì một người phụ nữ hớt hải chạy theo, nàng vừa chạy vừa nói. Tiên sinh, xin chờ chút. Hạ Thiên xoay người, hắn thấy một người phụ nữ khá quen mắt chạy đến. Thì ra là người phụ nữ hắn vừa cứu lên từ dưới hồ. Người phụ nữ này đã mặc một chiếc váy dài, có lẽ 25-26 tuổi, rất xinh xắn, dáng người mượt mà gợi cảm. Tuy so ra kém Liễu Mộng tuyệt thế giai nhân nhưng cũng là người đẹp. Nhưng Hạ Thiên không có hứng thú với người đẹp này, hắn hoàn toàn không chờ người phụ nữ kia nói chuyện mà khoát khoát tay nói. Tôi biết cô môn cảm tạ ơn cứu mạng, nhưng cũng không cần cảm ơn, tôi chỉ cứu cô vì đánh cuộc với người ta.
bây giờ tôi và vợ phải đi, cô đừng quấy rầy. Hạ Thiên nói xong những lời như vậy thì kéo Liễu Mộng bỏ đi rất nhanh, chỉ để lại người phụ nữ đứng sững sờ ở phía sau, trên đời này thật sự có người làm việc tốt không muốn lưu danh sao. Sau khi Hạ Thiên và Liễu Mộng rời khỏi hòn đảo giữa hồ thì tiếp tục đi dạo ở Hồ Bắc, mãi đến 7 giờ tối thì hai người mới quay về biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Sau khi cơm nước xong và không còn việc gì thì Liễu Mộng lại quấn lấy Hạ Thiên đòi học võ công, không còn biện pháp, vì vậy mà hắn phải bỏ ra nửa buổi tối để tiếp tục dạy nàng học võ. Sau đó hắn dùng nửa buổi tối còn lại để hưởng thụ thù lao dạy võ. Thân thể Liễu Mộng quá hoàn mỹ, sân cỏ mượt mà, ầm ầm sóng dậy, núi đồi cao vút, phập phồng mù sương, đường cong hoàn thiện, da thịt tơ lụa, cảm giác thoải mái và chất ngất làm Hạ Thiên cực kỳ sung sướng, cảm thấy vất vả cả buổi tối được đền bù thỏa đáng. Nhưng sang đến ngày thứ hai thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt tức giận, hai người kia yêu đương, không biết nhỏ mồm một chút sao. Kêu gào kinh thiên động địa, anh đến em đi, chỉ sợ người khác không biết mình đang làm gì. Chị đi ngủ đây, tiểu bại hoại không được lên theo. Sau khi ăn xong bữa sáng thì Liễu Mộng lên lầu đi ngủ, một đêm thức trắng hoạt động, yêu đương, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ. Hạ Thiên thì tinh thần rất tốt, giống như nằm với Liễu Mộng. Dù hắn làm gì thì tinh thần cũng rất tốt. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái, vì sao chị Mộng lại buồn ngủ. Nếu nói theo lý thì nàng cũng có băng hỏa linh thể, nhưng khi làm việc xong lại mệt mỏi, chẳng lẽ nam nữ khác biệt. Hạ Thiên cũng không suy xét vấn đề này, vì hắn nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề khác. Hắn đã nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng, bắt hắn mua một phần quà tối nay cho Triệu Thanh Thanh, mà quà gì Lãnh Băng Băng cũng không nói, vì nàng chưa nghĩ ra. Năm xưa Lãnh Băng Băng cũng từng tặng quà cho Triệu Thanh Thanh, nhưng tình huống hôm nay lại khác. Đầu tiên, đây là sinh nhật 18 của Triệu Thanh Thanh, đối với một người thì sinh nhật 18 không giống bình thường, vì lúc này đã là người trưởng thành theo pháp luật, qua sinh nhật này thì đã là người trưởng thành. Hơn nữa Lãnh Băng Băng cũng có quan hệ thân thiết với Triệu Thanh Thanh, vì có chút biến đổi mà trước đó Lãnh Băng Băng coi Triệu Thanh Thanh như em ruột, nhưng bây giờ nàng đã ý thức được đối phương không phải em ruột của mình. Có lẽ từ đêm nay quan hệ giữa nàng và Triệu gia sẽ phải thay đổi một chút, vì vậy lễ vật lần này phải có chút khác biệt. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không biết mua lễ vật gì cho phù hợp, nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, càng không thể đi mua, vì vậy mới giao nhiệm vụ cho Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cũng bó tay với vấn đề này, hắn nào biết nên mua món quà gì. Hắn định hỏi Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng ăn sáng xong cũng đi ngủ, khi không còn biện pháp nào khác thì hắn phải điện thoại cho Tôn Hinh Hinh. Cũng may mà Tôn Hinh Hinh đang rảnh, nàng tình nguyện đi mua với hắn, vì vậy mới yên lòng. 10 phút sau, Tôn Hinh Hinh chạy Ferrari đến cổng lớn khu biệt thự Kiều gia, Hạ Thiên đã đợi sẵn. Hạ Thiên lên xe, Tôn Hinh Hinh hỏi ngay. Đi đâu mua quà đây? Chị Hinh, tôi cũng không biết, chị quyết định đi. Hạ Thiên nếu biết mua ở đây thì không cần Tôn Hinh Hinh giúp đỡ. Nếu không chúng ta đến trung tâm mua sắm. Nơi đó có đầy đủ các loại trang sức mà các cô gái thích, Triệu Thanh Thanh có lẽ cũng thích những thứ này. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói. Được rồi, dù sao mua được quà là được. Hạ Thiên thầm nghĩ muốn báo cáo công tác với Lãnh Băng Băng, còn Triệu Thanh Thanh có thích hay không cũng chẳng phải vấn đề đáng quan tâm. Chương 225. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh lại đi đến khu trung tâm thương mại, nói là mua quà cho Triệu Thanh Thanh, thật ra cũng không bằng nói là đi dạo phố với Tôn Hinh Hinh. Trước đó Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên cùng đi dạo thì chỉ dạo mà không mua, nhưng lần này nàng vừa đi dạo vừa mua, hai cái váy, một túi sách, một sợi dây chuyền. Hai người đi dạo đến giữa trưa, mãi đến khi Lãnh Băng Băng điện thoại thì Hạ Thiên mới nhớ còn chưa mua quà cho Triệu Thanh Thanh. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang ở khu trung tâm thương mại, sẽ mua quà cho Triệu Thanh Thanh ngay. Hạ Thiên tranh thủ thời gian nói lời đảm bảo. Cậu định mua thứ gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Váy thì sao? Hạ Thiên nhìn thấy Tôn Hinh Hinh mua váy thì cũng mở miệng hỏi. Thanh Thanh không thích mặc váy. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Túi sách. Hạ Thiên lại hỏi. Thanh Thanh cũng không thích túi sách. Lãnh Băng Băng càng thêm mất hứng. Dây chuyền thì sao? Nếu không được thì nhẫn. Hạ Thiên có chút buồn bực. Triệu Thanh Thanh này sao chẳng thích thứ gì cả vậy? Thanh Thanh không thích đồ trang sức, mà rốt cuộc cậu có chú tâm đi mua quà không vậy? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Nói cậu đi mua quà mà nửa ngày không có thứ gì ra hồn sao? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, Triệu Thanh Thanh sao quái dị như vậy? Sao cô ấy không thích những gì các cô gái khác đều thích?
Hạ Thiên cũng phàn nàn. Tính cách của Thanh Thanh giống như nam, có cô gái nào thích học võ như cô ấy không? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Học võ sao? Hạ Thiên lập tức có ý nghĩ mới. Cảnh sát tỷ tỷ, hay tôi mua bí kíp tặng Thanh Thanh? Còn bí kíp võ công mà mua sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Tôi có thể ghi một quyển. Hạ Thiên ngược lại rất có lòng tin với vấn đề này. Lãnh Băng Băng chợt sững sờ, rốt cuộc nàng cũng nhớ lưu manh này võ công cao cường, nói không chừng sẽ ghi ra bí kíp võ công thật sự. Cậu thật sự có thể ghi ra bí kíp sao? Lãnh Băng Băng cảm thấy đối với Triệu Thanh Thanh si võ kia, nếu Hạ Thiên tặng bí kíp thì sẽ cực kỳ vui sướng. Tất nhiên là có thể, vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị yên tâm, tôi sẽ về ghi ngay, nếu không được thì cùng lắm thu Triệu Thanh Thanh là vợ bé, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Thu Triệu Thanh Thanh làm vợ bé, như vậy là có hại mới đúng. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Được rồi, cứ xử lý như lời cậu, cậu tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Lãnh Băng Băng cố gắng ép xúc động trong lòng, nàng vội vàng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Chị Hinh, chúng ta về trước tiên tôi phải có chút thời gian ghi bí kíp cho Triệu Thanh Thanh. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nói với Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng không phản đối, hai người cùng về học phủ Danh Uyển, sau khi dùng cơm trưa thì Hạ Thiên mua giấy bút bắt đầu công tác ghi bí kíp võ công. Đây là một công tác khá thoải mái, sau nửa ngày ghi chép thì bí kíp võ công cũng xuất hiện, còn vấn đề tên bí kíp, Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi ghi lên vài chữ, gái đánh người. Hắn đã từng nhìn thấy vài bộ sách giúp phụ nữ phòng thân trên, nhưng võ công của hắn không chỉ dùng để phòng thân, chỉ dùng để đánh người, vì vậy phải là gái đánh người. Khi Hạ Thiên đóng sách xong thì Lãnh Băng Băng đã điện thoại đến hỏi hắn đang ở đâu. Chưa đến 10 phút sau Lãnh Băng Băng đã chạy xe đến cổng học phủ Danh Uyển, mà Hạ Thiên cũng cầm theo bí kíp lên xe, sau đó cùng Lãnh Băng Băng đi đến khu thị ủy Giang Hải. Hôm nay Lãnh Băng Băng vẫn mặc thường phục, áo sơ mi trắng và giày cao gót, nhưng không biết có phải quan tâm đến cảm xúc của Hạ Thiên hay không mà lúc này giày thấp hơn nhưng vẫn cao hơn so với hắn. Lúc này nàng vẫn là người đẹp chân dài, vẫn gợi cảm và cực kỳ xinh đẹp. Lái xe vào khu nhà thị ủy, Lãnh Băng Băng dừng xe. Ngay sau đó đi lên lầu 3, đến phòng 301. Người mở cửa là Triệu Thanh Thanh, nhà đầu này vẫn mặc một bộ đồ thể thao, cũng không chú ý cách ăn mặc, khi thấy Lãnh Băng Băng thì nàng rất vui. Chị Băng Băng, chị đến rồi à? Sau đó Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên và lại càng vui vẻ. À, sư phụ, anh cũng đến sao? Triệu Thanh Thanh rất vui, ngay sau đó lại hỏi. Chị Băng Băng, sao chị lại đi cùng sư phụ? À, chị Băng Băng. Có phải chị đã vào trong tầm tay của sư phụ rồi không? Thanh Thanh, nói gì vậy, còn không mau mời khách vào nhà. Bên trong vang lên một giọng nói trách móc, là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Biết rồi, mẹ à. Triệu Thanh Thanh lên tiếng, ngay sau đó nàng cúi người về phía Hạ Thiên rồi cười hì hì nói. Sư phụ, chị Băng Băng, mời vào. Lãnh Băng Băng tiến vào đầu tiên, ngay sau đó nàng chào hỏi người phụ nữ trung niên. Chào dì Dư. Băng Băng, cháu ngồi chơi trước đi. Người phụ nữ trung niên nói. Chú Triệu của cháu sẽ xuống ngay, tiểu tử này là bạn trai của cháu sao? Dì Dư, đây là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hạ Thiên, đây là dì Dư Ngọc Mai, công tác ở bệnh viện phụ nhất. Chào dì Dư. Hạ Thiên cũng bắt chuyện. Trong mắt Dư Ngọc Mai chợt lóe lên chút kinh ngạc. Thì ra đây là tiểu tử Hạ Thiên, rất tốt. Tuấn tú lịch sự. Triệu Thanh Thanh lại không khỏi thầm nghĩ. Sư phụ như vậy mà cũng coi là tuấn tú lịch sự sao? Ánh mắt mẹ mình kém quá. Băng Băng, các cháu cứ ngồi chơi, dì xuống bếp chuẩn bị. Dư Ngọc Mai cười cười rồi xoay người xuống phòng bếp. Chị Băng Băng, lát nữa sau khi dùng cơm xong thì chị và sư phụ đừng đi nhé, em còn tiết mục khác. Dư Ngọc Mai vừa đi thì Triệu Thanh Thanh đã khẽ nói. Lãnh Băng Băng lập tức hiểu ra. Em hẹn bạn ra ngoài chúc mừng sao? Đúng vậy, chị Băng Băng, chị và sư phụ nhất định phải đi, chúng ta đến quán ba uống rượu nhảy múa chúc mừng em đã trưởng thành. Triệu Thanh Thanh sợ bị mẹ nghe được nên càng nói càng nhỏ. Cơm nước xong rồi nói sau. Lãnh Băng Băng cũng không thích đi đến những nơi như quán ba, nàng không muốn làm cho Thanh Thanh thất vọng quá sớm nên chỉ ứng phó qua loa một câu. Chuông cửa lại vang lên. Triệu Thanh Thanh vội vàng ra mở cửa. Cha, cha về rồi.
Triệu Thanh Thanh hô lên một tiếng, ngay sau đó cũng sững sờ, người theo sau là ai vậy? Một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường chính chính bước vào nhà, đó chính là cha của Triệu Thanh Thanh, là bí thư thành phố Giang Hải Triệu Bình Lương. Đi vào cùng với Triệu Bình Lương là một người thanh niên hơn 20 tuổi, thân cao 1m8, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Nhưng đối với Triệu Thanh Thanh thì người này rất xa lạ, vì trước nay nàng chưa từng được gặp. Thanh Thanh, phải biết lễ phép chứ. Triệu Bình Lương nhíu mày. Đây là anh Minh Hiên, con không nhớ sao? Anh Minh Hiên sao? Lý Minh Hiên. Triệu Thanh Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn chằm chằm vào người thanh niên một lúc lâu, sau đó nói bằng giọng buồn rầu. Cha, con thật sự nhận không ra, lần trước khi gặp anh Minh Hiên thì hình như con mới chỉ 5 tuổi thì phải. Thanh Thanh, cũng không sao, bây giờ chúng ta có thể làm quen lại. Người thanh niên mỉm cười vươn tay với Triệu Thanh Thanh. Chào em, anh là Lý Minh Hiên. À, chào anh, tôi là Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn bắt tay với Lý Minh Hiên, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại đưa Lý Minh Hiên về nhà. Chú Triệu. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên đứng lên chào hỏi Triệu Bình Lương. Lãnh Băng Băng, cháu đến rồi à? Tiểu tử này là Hạ Thiên sao? Triệu Bình Lương gật đầu với Lãnh Băng Băng rồi chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên. Đúng vậy, chú Triệu, cậu ấy là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Tiểu tử này rất tốt. Triệu Bình Lương gật đầu với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không quan tâm. Hắn còn nhớ tình cảnh Triệu Bình Lương điện thoại nói Lãnh Băng Băng phải lấy Lôi Quân, vì vậy mà không có bao nhiêu cảm tình với đối phương. Triệu Bình Lương có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. Mọi người cứ ngồi chơi, Băng Băng, giới thiệu với cháu, đây là một đứa cháu của chú, là Lý Minh Hiên. Minh Hiên, đây là cháu gái của chú, là Lãnh Băng Băng, hai người làm quen đi. Sau khi Lý Minh Hiên nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì không thể rời mắt, mãi đến lúc nghe thấy Triệu Bình Lương nói chuyện thì mới biết mình thất thố, bắt buộc phải thu ánh mắt lại. Nhưng dung mạo và tư thái của Lãnh Băng Băng đã thành một ấn tượng không phai trong lòng hắn. Lãnh tiểu thư, chào cô. Lý Minh Hiên vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Chào anh, Lý tiên sinh. Lãnh Băng Băng không bắt tay. Xin lỗi, tôi không quen bắt tay người khác. À, không sao, mỗi người đều có thói quen của mình. Lý Minh Hiên xấu hổ rụt tay về, ngay sau đó hắn nhìn sang Hạ Thiên. Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào. Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu. Hạ Thiên sao? Lý Minh Hiên mỉm cười. Tên rất thú vị, bây giờ cũng đang là mùa hè. Hạ Thiên mặc kệ người này nói nhảm, hắn không quan tâm. Minh Hiên, cháu đến rồi à? Dư Ngọc Mai từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng theo dĩa hoa quả. Mọi người ăn chút điểm tâm. Dì Dư, Lý Minh Hiên tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi, rõ ràng ngoài Triệu Thanh Thanh thì hai vợ chồng Triệu Bình Lương đều rất quen thuộc Lý Minh Hiên. Bình Lương, mọi người đến đông đủ chưa? Dư Ngọc Mai khẽ nói. Cơm đã chín, nếu người đã đến đông đủ thì có thể chuẩn bị dùng cơm. Chờ chút, còn hai người nữa. Triệu Bình Lương lắc đầu, đúng lúc này chuông cửa đã vang lên. Triệu Thanh Thanh lại nhảy lên đi ra mở cửa. Khi nàng mở cửa ra thì lập tức sững sờ, sao lại là hai người nàng không quen. Trước cửa là hai người đẹp một lớn một nhỏ, đại mỹ nữ có thể so sánh với Lãnh Băng Băng, cũng cao ráo gợi cảm, mà tiểu mỹ nhân thì nhỏ hơn Triệu Thanh Thanh, gương mặt rất đẹp, cách ăn mặc lại rất loạn, điển hình không phải thục nữ, dáng người đã rất khá nhưng còn chưa phát dục mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 225.